Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ Á Xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 1 Huyền Sắc chương 23 Xích Long Phục 1 Đây là lần thứ hai bác sĩ thấy ông chủ ho ra máu, lần này thấy càng thêm hoảng sợ. Hầu như ông chủ vừa nói một bên môi lại tràn ra máu đỏ tươi, trên mặt vẫn duy trì nét cười hoàn mỹ, mức độ sợ hãi giống hệt như đêm khuya xem phim kinh dị. Bác sĩ không ngớt hối hận, sau khi ra khỏi biệt thự thì mình nên kéo ông chủ đi bệnh viện mới đúng, kết quả cậu vừa ngủ một chút đã quên, thật sự là không được. Lại nói tiếp, không thể trách cậu được, ông chủ đứng trong á xá quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho nên sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, không có gì đoán trước được, cảm giác yếu ớt ngã bệnh cũng không có cho nên rất dễ quên đi bệnh tình của ông chủ. Đi, đi đến bệnh viện kiểm tra, vừa vặn nó ở gần đây, bác sĩ không rảnh tìm lý do, tim cũng đập thình thịch, kéo ông chủ đi ra ngoài. Nhưng ông chủ cũng không động đẩy, mà rút tay về, lấy tay lau khô vết máu bên môi, thản nhiên nói, tôi không thể đi bệnh viện. Tại sao, bác sĩ nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt gượng gạo của ông chủ. Bác sĩ thầm mắng mình hồ đồ, một lát sau mới cất tiếng nói, cậu, sao lại sống lâu như thế, lại ho ra máu, thân thể cậu có bị ảnh hưởng không? Bác sĩ hỏi có chút trần chờ, tuy rằng ở trong á xá cậu đã nhìn thấy rất nhiều chuyện cổ quái kỳ lạ, ví dụ như nghe nói về ngọn nến mấy trăm năm không tắt, Sơn Hải Kinh phong ấn thần thú, còn Bạch Xà Tinh vừa mới gặp nữa, cậu tuyệt đối không tin người ở trước mặt mà cậu đã quen biết nhiều năm là yêu quái. Bác sĩ nhớ lại có vài lần tiếp xúc với cơ thể ông chủ, nhiệt độ ông chủ thấp không giống người giống. Bỗng nhiên từ cửa đã đóng kín thổi vào cơn gió lạnh, làm ngọn lửa đèn cung đình nảy lên, chiếc bóng của đồ cổ củ đặt trên vách tường cũng lay động không ngừng. Nhìn vẻ mặt ông chủ tâm tình không ổn định, bác sĩ lại không hề có cảm giác sợ hãi, không lùi bước, trái lại càng bước đến gần ông chủ. Nhìn thấy trong mắt bác sĩ hiện lên vẻ lo lắng, trên mặt ông chủ hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu dù cho ông chủ kết bạn với ba đời gia đình đại sư cũng bởi vì dung mạo trăm năm không thay đổi mà vẫn hợp tác đến kính nề mà ông chủ và bác sĩ mới biết nhau hai ba năm nhưng nghe nói mình như yêu quái sống hai ngàn năm lại càng quan tâm hơn thấy ông chủ không trả lời bác sĩ cảm thấy lo lắng hơn nếu như không tiện nói thì đừng nói nhưng mà tôi là bác sĩ có thể giúp được cậu có lẽ hôm nay mọi chuyện đều có thể nói hết ra, làm cho áp lực trở thành gánh nặng trong lòng ông chủ giảm đi rất nhiều, nhất thời nghĩ đến nói hết cho bác sĩ cũng không sao. Dù cho như thế nào, hắn đều phải thật sự rời khỏi. Ông chủ cầm ấm nước đã lạnh một nửa đặt trên bếp lò, "Sư phụ tôi vốn là một bậc thầy luyện thuốc." Ông chủ nhàn nhạt, nhạt nói, nước trong ấm lập tức bốc hơi lên, khói nước theo miệng bình bốc ra rất nhanh lan tỏa trong không khí lạnh lẽo. Bác sĩ là một người hay nói nhiều, không phải là người tốt để lắng nghe lời người khác. Lúc này nhịn không được sen mồm nói, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, thời gian hại nho sĩ, sư phụ cậu đã bị liên lụy. Ông chủ lắc đầu nói, sư phụ tôi là một người luyện đan rất có danh, chẳng thèm vào cung nhập bọn cùng với cây nho sĩ lừa đảo, sau khi tiến cung một năm thì đi vào cõi thần tiên. Bác sĩ thấy trên mặt ông chủ lộ ra vẻ nhớ lại, cậu biết là ông chủ đang nhớ về sư phụ kia, liền nhịn xuống không nói, lặng lặng ngồi chờ. Chỉ chốc lát sau, trên bếp lò ấm nước mở ra, lúc này ông chủ mới lấy lại tinh thần, đem ấm trà lạnh đồ đi, pha lại ấm trà nóng, thoáng chốc trà hương tỏa khắp á xá, làm tinh thần hưng phấn hơn. Sau chuyện những người theo hầu uống thuốc thí nghiệm chết bất đắc kỳ tử, Thủy Hoàng đế cũng không vì điều đó mà vứt bỏ nguyện vọng theo đuổi trường sinh bất lão. Nhưng sau đó khi trình đan dược lên thì không cần người hầu uống thuốc thí nghiệm mà do luyện đan sư tự mình ăn. Ông chủ đang cầm chén trà, cũng không có uống, chỉ là để trên tay thưởng thức. Trước khi sư phụ tôi đi vào cõi thần tiên có để lại hai viên đan dược, bởi vì người đã mất, cho nên thân làm đồ để tôi phải ăn. Bác sĩ ngẩn ngơ, tay cầm chén trà rừng giữa không trung Quả thật không thể tin những thứ mình vừa nghe được. Ý cậu nói là cậu ăn dược trường sinh bất lão? Điều đó không thể nào, trên thế gian này làm sao có thuốc trường sinh bất lão? Bác sĩ rất kích động, kích động đến nỗi quên mình đang cầm chén trà rất đầy, nước trà nóng bỏng bắn ra, rơi xuống tay cậu, mà cậu không cảm thấy đau đớn, vẫn kích động quơ tay mình. Ông chủ vẫn bình tĩnh như cũ, đưa tay lấy chén trà trên tay bác sĩ về phòng người chén trà men trắng vô cùng chân quý thời tống bị cậu thuận tay ném trên đất tan thành những mảnh nhỏ. điều này sao có thể? điều này sao có thể? bác sĩ cứ vô thức lặp lại những lời này. cậu vốn tưởng ông chủ sống lâu như vậy sẽ là yêu ma gì đó, nhưng sự thật càng làm cho cậu khó có thể chấp nhận. chỉ là một viên thuốc, viên thuốc quái gì có thể làm trường sinh bất lão? bác sĩ dứt khoát không có cách nào thừa nhận thuật luyện đan ở cổ đại có thể so với y thuật tiên tiến ở hiện đại ông chủ biết chuyện này rất khó tin nhưng thật sự hắn đã sống qua hai ngàn năm rồi ông chủ vốt chén sứ tinh tế trong tay nghĩ thầm đồ cổ trong á xá có những thứ bằng tuổi mình rồi bác sĩ dần khống chế được cảm xúc bắt đầu ý thức được mình đang có cơ hội thăm dò bí mật của nhân loại bác sĩ giấu đi kích động trong lòng đem chén trà đặt trên môi uống một hơi cạn sạch để tâm trạng bình tĩnh lại mới hỏi ông chủ có thể kể lại cho tôi nghe không có gì là không thể ông chủ cảm thấy được nhiệt độ ấm áp của nước trà trong tay tâm tư từ từ bay xa sau khi phù tô bị giết trong lòng tướng quân mông điềm không cam tâm dự tính dẫn quân quay về hàm dương tìm hồ hợi để hỏi rõ ràng sau đó phù tô thế nào tôi cũng không biết nhưng sách sử ghi là uống thuốc tự sát nhưng phần nhiều là bị người ám sát vậy còn cậu bác sĩ nhịn không được hỏi ông chủ là thư đồng thân thiết nhất của phủ tô chắc chắn hồ hợi sẽ không bỏ qua cho hắn tôi đôi môi mỏng của ông chủ hiện lên ý cười lạnh lẽo tuy rằng cha tôi không có tước vị nhưng là gia tộc cổ xưa ở tần triều đối với việc trong thành có thể biết được một số chuyện trước khi hồ hợi phái sứ giả đến biên cảnh cha tôi phái người đưa cho tôi thư từ quê nhà nói rằng cha bị bệnh rất nguy kịch tôi vội vàng trở lại hàm dương vừa vào cửa đã bị cha nhốt vào mật thất đến khi thủy hoàng đế phát tang thì mới thả tôi ra khi đó tôi mới biết được phủ tô đã tự sát bỏ mạng bác sĩ trầm mặc không nói tuy rằng ông chủ nhắc lại rất bình tĩnh thế nhưng càng nghe thì càng phát hiện ra trong lời nói có vẻ hối hận nếu hắn quay về hàm dương trễ vài ngày nói không chừng có thể ngăn cản được cái chết của phủ tô biết đâu còn có thể sửa chữa lịch sử. Chén trà trong tay ông chủ đã lạnh đi, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, cảm giác lạnh của trà ngập trong khoang miệng, như tâm trạng hỗn tạp của ông chủ bây giờ. Không ai biết khi ông chủ thấy người đó đứng trên môi hoàng đế, thì có bao nhiêu sợ hãi và phẫn nộ. Ông chủ đã từng vô số lần ước mơ chiếc vương miện đại diện cho đế vương có thể đội trên đầu phù tô, cũng vô số lần nhớ đến thời khắc có người bên cạnh, nhìn một đời đế vương nữa sinh ra, cùng mình dạy dỗ một người tốt, làm cho quốc gia hùng mạnh, hòa bình thiên thu muôn đời. Tay đang cầm chén trà bỗng nhiên siết chặt, nước trong chén trà bỗng rung động, sau một chốc, tất cả đều yên ổn trở lại. Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ thoảng qua như mây khói. Toàn bộ vương miện, ngọc tỷ, hắn đều cẩn thận giấu sâu trong á xá, đáng tiếc không còn kịp để đợi chủ nhân của chúng nó xuất hiện á à xá yên tĩnh đủ để làm chết người trong sự tịch mịch rất lâu sau ông chủ mới phá vỡ sự trầm mặc nói ngày thủy hoàng đế phát tang tất cả trọng thần của triều đình đều đi ly sơn nhưng không thể trở lại được nữa không biết bao nhiêu tôi cũng không trở lại tuẫn táng mượn cớ để tiêu diệt những người cản đường hồ hời thật là âm hiểm nhìn ông chủ vô thức xoa cổ bác sĩ mới biết vết thương nhìn hung tợn đó từ đâu mà đến Ông chỉ gật đầu nói, tôi tỉnh lại lần nữa, đó là ở trong mộ của Tần Thủy Hoàng. Vết thương trên cổ đã khép lại không hề chảy máu, tôi nhìn quanh bốn phía, thi thể có ở khắp nơi trên đất, giống như thân ở trong địa ngục, đa số những người chết là những người phản đối hồ hởi, trong đó gồm cả cha tôi. Cha tôi chịu đựng cả đời, cũng không nghĩ đến bản thân lại chết không rõ ràng ở đây. Tôi đem thi thể cha cõng ra khỏi mộ Tần Thủy Hoàng, đem người táng ở phần mộ tổ tiên nhà tôi. Tôi nghĩ cho dù có chết, cha tôi cũng không muốn có quan hệ gì với gia tộc họ doanh. Ông chủ dứt lời, tạm dừng một chút, rót một chén trà ấm mới tiếp tục giải thích. Sau khi mai táng cho cha xong, liền đi tìm mộ của phù tô. Triệu cao đã phái người đi thế nào cũng phải an táng tốt. Một đường ông chủ mai danh ẩn tích đi tìm một người đã qua đời, đến gần biên giới mới tìm được một nấm mồ lạnh lẽo. Ông chủ sẽ không để phù tô an táng ở nơi cô đơn như vậy. Ông chủ đào mộ, mang về ly sơn. Thủy Hoàng đế không hề được an táng trong lăng mộ xa hoa tráng lệ mà lúc sinh thời đã xây dựng, hải cốt không có. Đơn giản chỉ là hồ hợi con Thủy Hoàng đế muốn lăng mộ rộng lớn. Lúc còn sống Thủy Hoàng đế sủng ái nhất đứa con này, tiếc không thể đưa gì tốt nhất đến cho hắn. Nhung Thủy Hoàng đế không ngờ, tần chiều do một tay mình thành lập đều bị nhi tử của mình phá hoại trong lòng bàn tay. Ngay cả chỗ mình tạo ra để an nghỉ, hồ hởi cũng gạt bỏ không có nửa phần do dự. Ông chủ mỉa mia, bên môi nở nụ cười nhạt, cho nên tôi mai táng cho phù tô ở Ly Sơn. Lúc còn sống hắn không thể trở thành hoàng đế đại tần, nhưng tôi muốn lúc hắn chết đi sẽ có được 10 vạn tượng binh mã cho mình. Lời nói này rất có khí phách, bác sĩ không khỏi ngừng đầu lên nhìn ông chủ. Cậu vẫn nghĩ trong mắt ông chủ chứa đựng tang thương từ năm nào không hề giống như vẻ ngoài. Nhưng lúc này đối phương nói những lời nhiệt huyết, làm cho gương mặt ông chủ mang theo vài phần huyết khí. Có thể tưởng tượng trong dòng chảy lịch sử, ông chủ là một nhân vật làm mưa làm gió. Mọi biểu cảm của ông chủ đều được bác sĩ thu vào trong đáy mắt. Hiển nhiên có thể thấy được ông chủ đối với Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu kính trọng, cho nên không khó hiểu khi muốn ở bên cạnh Phù Tô làm nên cơ nghiệp có quyết tâm biến Đại Tần thành đế quốc hùng mạnh. Xưa nay người tài đều cô đơn, một người lòng có chi lớn vừa lại tài hoa, lại gặp một thời đại tốt, một thời cơ thích hợp, gặp vị quân chủ mà bản thân ngưỡng mộ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hai nghìn năm trước Cam La có thể gặp Phù Tô là một chuyện cực kỳ may mắn. Phù Tô trời sinh tính tình hiền hậu và nhân từ, nhưng không mất đi sự thông minh, nếu có thể bồi dưỡng nhiều hơn, nhất định đó là một đại hiền quân, còn có sự giúp đỡ của Cam La, hai người nhất định có thể tạo nên một sự nghiệp to lớn. Thế nhưng hồ hợi lại dễ dàng hủy đi tất cả. Bác sĩ có thể tưởng tượng sau khi Phù Tô mất đi, trong lòng ông chủ cố chấp cỡ nào để bắt đầu tìm kiếm truyền thế của Phù Tô, anh ta muốn tìm về quá khứ, lần thứ hai cùng Phù Tô làm chính trị, dẫn dắt lịch sử đi tới. Thế nhưng anh ta phát hiện mỗi lần phù tô truyền thế đều đoàn mệnh chết non, dần dần việc tìm kiếm trở thành trách nhiệm, rơi vào một vòng lần quẩn khó có thể thoát ra được, vẫn trần chờ hai ngàn năm. Trong lòng ông chủ bình tĩnh hơn, không muốn nhắc đến phù tô nữa, ông chủ biết bác sĩ cũng muốn biết về thuốc trường sinh bất lão, cho nên chậm rãi nói rằng, vài năm sau tôi mới phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bình thường, không chỉ dáng vẻ không có gì thay đổi, mà vết thương cũng rất nhanh phục hồi. Thời gian rất lâu sau, tôi mới thừa nhận có lẽ vì ăn thuốc trường sinh bất lão sư phụ làm mới có thể trở nên như vậy. Bác sĩ nhanh chóng nghiêm người về trước, gấp gáp hỏi, "Bình thường có gì khác lạ không? Cạo đầu xong không mọc tóc, các chức năng cơ thể có sự khác nhau không? Nếu như có thể để tôi kiểm tra thân thể cậu thì tốt rồi, tôi cam đoan sẽ không để tài liệu lộ ra ngoài." Ông chủ mỉm cười nói, "Tôi biết cậu sẽ không để lộ ra ngoài." nhưng qua nhiều năm như vậy tôi cũng đã tự nghiên cứu cơ thể mình không cần phải dùng máy móc xét nghiệm tôi cũng biết nguyên nhân nói mau quả thật bác sĩ bị anh ta bức muốn điên rồi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi ông chủ cực kỳ hưởng thụ cảm giác thừa nước đục thả câu nhưng mà anh ta cũng không phải cố ý bởi vì từ ngữ trong đầu cần phải được chỉnh sửa mới có thể lưu loát ông chủ suy nghĩ một chút rồi nói vì sao cơ thể người già yếu vì tế bào già yếu bác sĩ lập tức trả lời đang do dự muốn nghe ông chủ giải thích về tế bào thì đối phương đã bắt đầu nói cơ thể người cũng giống như một tế bào tế bào phân chia sau đó tế bào mới sinh trường đến khi tốc độ phân chia tế bào bắt đầu chậm lại tốc độ tế bào già đi ít hơn thì cơ thể cũng đã già rồi nói như vậy đúng chứ ông chủ cân nhắc từng câu chữ đúng rồi bác sĩ gật đầu trong lòng lại có cảm giác không nói nên lời, dù sao từ trong miệng ông chủ nghe được từ ngữ y học hiện đại, giống như thấy Á Sa bán loại máy vi tính mới nhất rất không phù hợp. Nhưng mà, tế bào cũng có ngoại lệ, không ngừng sinh ra tế bào mới, trở thành tế bào bất tử. Ông chủ nheo mắt phượng lại, "Là cậu nói, tế bào ung thư?" Bác sĩ mở lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ý cậu nói, cậu ăn thuốc trường sinh bất lão là tế bào ung thư?" Nhưng đó không phải là đẩy nhanh thời gian tử vong của cậu sao? Bình thường mỗi tế bào đều có số lần phân chia cao nhất, như nhân tế bào suốt đời chỉ phân chia 50-60 lần. Nhưng tế bào ung thư lại mất đi số lần phân chia cao nhất, gần như có thể phân chia suốt đời, nhưng cơ quan trong cơ thể người tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên, xích long phục trên người của tôi có tác dụng đè nén sự phân chia của tế bào ung thư, làm cho tế bào của cơ thể luôn duy trì được sự cân đối các cơ quan sẽ không yếu đi cũng sẽ không ngừng lại tay ông chủ lại sờ sờ bộ y phục đã làm bạn với hắn hai ngàn năm thản nhiên nói từ xưa lưu truyền kim mộc sinh hàn có thể bảo quản thân thể không thối rữa vải vóc từ xưa tới nay do kéo hắc kim và hắc mộc tạo thành vốn vì chuẩn bị để tần thủy hoàng nhập táng lúc thủy hoàng đế tại vị thu nhặt cổ vật thời kỳ đó mà cách triều đại sau này các loại thần khí này cực kỳ hiếm thấy rất nhiều thứ chỉ là mô phỏng lại. Ví dụ như đồ liệm trong những ngôi mộ thời Hán, chỉ là bắt chước theo nó. Tôi, tôi có thể sờ một chút không? Bác sĩ nuốt nuốt nước miếng, lục ông chủ gật đầu, tay gấp gáp đưa qua. Lúc cầm trên tay có chút mềm mại, lại có chút cảm giác cứng ngắc, nhiệt độ lạnh giá đến xương. Bác sĩ đoán rằng trong loại vải này có thêm vào kim loại hiếm, mới làm cho nảy sinh vật chất phóng xạ, bảo vệ thân thể không thối giữa. Nếu như là trước đây, tuyệt nhiên bác sĩ sẽ không tin những gì ông chủ nói. Nhưng những câu chuyện thần thoại thời đại quả thật là trước thời sở có lưu truyền. Sơn Hải Kinh có khả năng phong ấn thần thú ở không gian khác. Cái này cậu tận mắt nhìn thấy. Một mảnh thẻ tre có thể ghi thi chú. Vậy vài vóc có thể chống phân hủy cũng có thể tin được. Bác sĩ không nghĩ ra nguyên lý. Cũng biết vấn đề về khoa học này ông chủ càng không thể biết được cũng sẽ không thể cắt một miếng cho cậu cầm đi xét nghiệm, cho nên chỉ có vừa giờ trò vừa hỏi, vậy đã hai ngàn năm cậu chưa hề cởi bộ y phục này ra. Bác sĩ có vẻ rất thích thú, với cậu mà nói, ông chủ chính là đối tượng mà cậu ước mong được nghiên cứu. Cậu thật sự muốn cởi bộ y phục đó ra, nghiên cứu chất liệu của y phục, thuận tiện nghiên cứu thân thể của ông chủ. Nếu như có thể, cậu càng muốn đụng vào trái tim hai ngàn năm của ông chủ thu lại ánh mắt của cậu đi, ông chủ dám đánh cược, nếu bây giờ trong tay bác sĩ có dao, chắc chắn sẽ không có chút do dự mà đem mình đi giải phẫu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cởi ra cũng không sao, ít nhất lúc ngủ không mặc cũng không ảnh hưởng. Bộ y phục này chỉ cần để gần cũng phát huy tác dụng. Ông chủ nghe câu hỏi của bác sĩ liền cười, trong lòng cũng dâng lên ý cười. Sống hơn 2.000 năm, ông chủ rất ít khi cùng người khác giữ khoảng cách gần như vậy đặc biệt là ngón tay bác sĩ mang theo nhiệt độ cơ thể xuyên qua vài mỏng thấm vào da thịt làm cơ thể có chút khó chịu trở nên thoải mái một chút kiểu áo tôn trung sơn là mốt của hai ngàn năm trước sao bác sĩ nhìn y phục có cổ áo của ông chủ cười hỏi thời kỳ dân quốc tôi cứu bà nội đại sư lúc đó ông nội đại sư chính là một người phục hồi đồ cổ nổi danh ông ta giúp tôi cắt may quần áo thành như vậy không ngờ vài năm sau kiểu áo này không còn phổ biến nữa. Ông chủ tự diễu cười cười, may mà hiện tại mặc như vậy cũng không kỳ quái lắm, cũng tốt hơn mặc y phục cổ trang rồi. Con rồng này có thể chuyển động sao? Bác sĩ do dự đứng gần xích long, xích long được thiêu trông rất sống động, làm cậu muốn chạm vào cũng có chút khẩn trương. Vào thời tống, bộ y phục này đã bị hư một lần, lúc đó tôi mời người ở văn tú viện giúp vá lại loại vải này mỗi sợi đều có số riêng cuối cùng người ở văn tú viện thiêu xích long lên chỗ bị rách không phải dùng loại tơ thông thường mà là sợi tơ dính máu tôi cho nên xích long này có màu đỏ thẫm ông chủ cực kỳ hoài niệm vỗ về đầu rồng trên vai hắn vết rách này chưa được vá lại hoàn mỹ trước kia mỗi năm chỉ thay đổi vị trí một lần gần đây một ngày thay đổi một lần tôi nghĩ do nó không có uống đủ máu của tôi không thể chờ được nữa ngón tay ông chủ vẫn còn dính một chút máu tươi. Bác sĩ chừng mắt nhìn giọt máu tươi thấm vào y phục, đầu xích long di chuyển, thân thể dường như to lớn hơn một chút. Lúc này bác sĩ mới thức tỉnh, cúi đầu nhìn ngực ông chủ. Chỗ bị rách trên y phục rất lớn, đường chỉ lộn xộn chính là kiệt tác của đại sư. Bác sĩ nghĩ đến lúc này ông chủ thổ huyết, không khỏi hít một ngụm khí lạnh nói, không phải phải bộ y phục không thể bị phá hỏng sao nếu không thì nếu thứ tự sợi tơ bị rối loạn, cũng ảnh hưởng đến tác dụng của nó sao, nói đơn giản. Bộ xích long phục này giống như một mạch điện rất tinh tế, chỉ cần rối loạn vài sợi dây dẫn, sẽ hoàn toàn chập mạch. Nếu không ông chủ sẽ không xuất hiện ở lỗ hồng thời gian, cũng sẽ không hoảng loạn mà theo một con rồng kỳ lạ trên mặt áo. Hơn nữa ông chủ nói cởi y phục ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không sao, như vậy ông chủ bị thổ huyết cũng chỉ có một lời giải thích. Ông chủ cười khổ, định nói đến chuyện đó, sau khi tôi chết, thân thể rất nhanh sẽ bị thối giữa, có thể để cậu tùy ý xử lý. Bác sĩ hoàn toàn sững sờ, tuy cậu vừa mơ tưởng có thể đem ông chủ đi giải phẫu, nhưng chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, không ngờ đến việc này sẽ thực sự xảy ra. Bác sĩ ngây người một lát mới nói được, chẳng lẽ không thể đi tìm những người khác theo sao? Tay đang cầm chén trà lặng giữa không trung, cười nhạt nói, gấm Tô Châu phát triển cao nhất là vào thời nhà Tống, trong chiều còn bố trí văn tú viện chuyên biệt. Xích long trên người tôi, cần phải có trên dưới 37 tú nương của văn tú viện, theo trong 2 năm. Cậu nghĩ, thời nay, còn có thể tìm được nhiều tú nương có tay nghề tinh xảo vậy sao? Thật sự tìm không được. Tâm tư bác sĩ thật sự rối loạn, đi qua đi lại trong á xá, chắc chắn có biện pháp nào chứ? Máy dệt cũng không được sao? không có cách nào khác, cậu không cần quan tâm tôi. Tôi đã sống lâu lắm rồi, chuyện của phù tô cuối cùng cũng giải quyết xong, tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ông chủ mỉm cười, có loại cảm giác thật thoải mái. Bác sĩ dừng bước, biết mấu chốt ở nơi nào rồi. Chắc chắn ông chủ có cách để làm mình sống sót, nhưng chính anh ta đã đánh mất đi ý chí sinh tồn, người ngoài cũng không có cách nào khác. Việc này ở bệnh viện cũng thường thấy, rõ ràng có 50% khả năng hết bệnh, nhưng bởi vì bản thân bệnh nhân không tích cực phối hợp trị liệu mà ngày một chuyển biến xấu dẫn đến kết quả xấu. Bác sĩ đi đến trước người ông chủ, nắm hai vai anh ta, nhìn thẳng hai mắt chăm chú mà hỏi, cậu và phù tô là bằng hữu phải không? Đúng vậy, ông chủ nghĩ, nếu không phải là bạn, mình không có khả năng ở một mình trên đời suốt hai ngàn năm, chỉ vì để nhìn truyền thể của hắn có sống tốt không? vậy cùng tôi là gì bác sĩ giữ vai ông chủ càng tăng thêm lực đạo ông chủ mờ mịt nhìn cậu cậu biết mình không phải phù tô cậu biết rất rõ bọn họ có rất nhiều sự khác biệt bọn họ là hai người độc lập hoàn cảnh sống không giống nhau được nuôi dạy khác nhau tin ngưỡng không giống nhau thậm chí một chút liên quan cũng không có khác với truyền thế của hoắc khứ bệnh hay hạng vũ bởi vì phù tô truyền thế mất đi một hồn một phách cho dù có ý niệm trở lại cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bác sĩ một chút cũng không thể phủ tô trong lòng cậu đã chết rồi ông chủ phải thừa nhận mình vừa ở trong hồi ức về phủ tô thấy bác sĩ không có biểu cảm gì thì tâm liền như cho nguội mà thôi cuối cùng đã thành công rồi cho dù cố gắng phủ tô cũng sẽ không thể sống lại truyền thế của hắn cũng sẽ không bị thảm kịch hai ngàn năm trước ám ảnh như vậy là đủ rồi nếu đổi lại là phù tô e rằng cũng vì mình là ở lại thế gian tháng năm dài đằng đẵng nhưng anh thật sự rất mệt mỏi xem hết bao nhiêu vòng sinh tử luân hồi biết chính mình đã đi ngược thiên liều luyến thế gian sợ rằng kết cuộc cũng sẽ không tốt hơn bạch xà tinh bao nhiêu với tôi chẳng lẽ không phải bạn bè sao bác sĩ không nghe được câu trả lời của ông chủ liền tỏ ra gắt gỏng không coi tôi là bạn sao liều mạng cứu tôi Cậu không đến cứu tôi, Xích Long phục sẽ không bị hỏng, cậu cũng không phải chết. Là tôi tự đa tình, thật sự cậu chỉ vì tôi là truyền thế của phủ Tô mới đến cứu tôi. Chúng ta là bạn, ông chủ cắt ngang lời nói của bác sĩ. Anh ngửa đầu, nhìn kính mắt bác sĩ phản xạ ánh nến lập lờ, không thấy rõ hai mắt phía sau mắt kính ẩn chứa cái gì. Vài năm ở cùng bác sĩ, tuy rằng cậu ta rất ồn ào, hay nói nhảm, lại thích ép anh ăn này ăn nọ, nhưng mà bọn họ đã là bạn bè, khóe môi ông chủ nở nụ cười thật lòng, thản nhiên nói, tôi cứu cậu, chỉ là cứu cậu cùng những người khác không liên quan. Cậu là một bác sĩ giỏi, cậu sống sót sẽ cứu được rất nhiều người. Bác sĩ chừng mắt, cảm thấy anh nến trong phòng có chút chói mắt, làm mắt cậu có chút mỏi. Vậy cậu cũng phải sống, trong á xá còn nhiều đồ cổ như vậy cậu thật sự nhẫn tâm vứt bỏ chúng nó. Bác sĩ biết ông chủ đối với đồ cổ trong á xá có bao nhiêu yêu quý, cho nên trong lòng càng thấy áy náy. Nếu xích long phục không bị rách, cho dù ông chủ đã hoàn thành tâm nguyện, cũng sẽ tiếp tục giữ á xá, vẫn là ông chủ tiệm đồ cổ như trước. Ông chủ cảm giác tay bác sĩ đặt trên vai mình gần như làm anh không thể chịu được. Ông chủ nguyện cơ đứng dậy châm thêm trà, dẫy ra khỏi sự ràng buộc của cậu, nhẹ nhàng cười nói có viện trưởng rồi, chắc chắn ông ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó. Đúng vậy, nếu ông chú kia biết đồ cổ trong á xá đều để lại cho ông ta, chắc chắn bệnh tim sẽ tái phát. Trong lòng bác sĩ như hộp máu, vắt hết óc để làm ông chủ đổi ý. Thanh âm truyền vào lỗ tai như dòng nước chảy hết ra ngoài, đột nhiên ánh mắt bác sĩ chợt lóe nói, "Ông chủ, cậu nói thuốc trường sinh bất lão có hai viên, cậu ăn một viên, vậy còn viên khác đâu?" chẳng lẽ tần thủy hoàng đã ăn rồi không thể nếu ông ta ăn rồi thì sẽ không chết được âm thanh nước róc rách phát ra bác sĩ lén nhìn lại thấy sắc mặt ông chủ có vẻ khó coi biết đánh bậy đánh bà cũng nắm được điểm quan trọng vội vã nói thêm một câu đừng nên giấu tôi chuyện gì chúng ta đều là bạn bè mà giải phẫu thi thể tôi còn chưa đủ còn muốn nghiên cứu viên thuốc ông chủ tức giận liếc mắt nhìn bác sĩ người này được một tấc lại muốn tiến lên một thước bác sĩ cười hì hì cũng không hề giải thích ngược lại cảm thấy làm cho nhau hộp máu mới là bạn bè cầm ấm trà trong tay ông chủ ngồi xuống lần nữa châm trà cho hai người cậu có nhớ vài ngày trước tôi không ở đây không nhớ rõ sau khi cậu đi ngày thứ hai tôi gặp viện trường ông ta nói đổi cho cậu một cái vạc luyện đan thời chiến quốc thời chiến quốc chẳng lẽ cậu biết cái vạc luyện đan đó bác sĩ luôn tự tin về khả năng suy luận của mình thấy ông chủ nhíu mày, càng biết mình không thể sai được. Đúng vậy, chiếc vạc luyện đan đó là do sư phụ tôi để lại. Dưới đáy vạc có một ngăn bí mật, vốn có một viên thuốc trường sinh bất lão để ở đó. Chờ thủy hoàng đế đi tuần về, sẽ ăn đan dược, mà không cần mặc y phục như tôi cũng không sao. Thế nhưng mỉa mai là, thủy hoàng đế mất đi đang đi tuần tra, khóe môi ông chủ cong lên nụ cười mỉa mai. Vốn có, nói đúng hơn là bây giờ không còn thuốc trường sinh bất lão, bác sĩ có thể tưởng tượng vì sao mấy ngày nay ông chủ biến mất, chắc chắn đi xem xét địa điểm khai quật được vạc luyện đan. Ông chủ gật đầu, sau đó thở dài nói, ngăn bí mật của vạc luyện đan đã phủ đầy dị đồng. Ít nhất đã hai ngàn năm không có ai mở qua, nói cách khác là viên đan dược hơn hai ngàn năm trước đã bị lấy đi. Ông chủ và bác sĩ nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được sự kinh hãi nếu có một người cũng ăn thuốc trường sinh bất lão, như vậy cũng còn có một người giống như ông chủ, đã sống trên đời hơn hai 000 năm. Việc đó, còn ai biết vạc luyện đan có ăn bí mật mở thế nào không, bác sĩ khó khăn hỏi thăm. Người hầu đi theo phụ trách đan dược biết, nhưng bọn họ sẽ không dám động đến đan dược dâng lễ, ông chủ cảm thấy có chút vị chát khó khăn nuốt xuống máu muốn phun ra. Điều đó có nghĩa là sau khi Tần Thủy Hoàng mất, chỉ có một người có khả năng quang minh chính đại mà ăn viên đan dược. Bác sĩ nuốt nước miếng. Hồ hởi, ông chủ thở dài một hơi, dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà tối tăm ở Á Xá. Bác sĩ không nói nữa. Cậu biết, ông chủ có bao nhiêu ước mơ với phủ tô, có bao nhiêu hận thù với hồ hởi. Tuy rằng tỷ lệ hồ hởi còn sống không vượt quá một phần trăm, nhưng chỉ là một chút khả năng, ông chủ sẽ không yên tâm. Cậu nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cậu không cần lo ông chủ đánh mất ham muốn sống còn rồi. Hai người cứ ngồi trong bóng đêm trầm mặc không nói, đến khi ở hướng đông trời sáng hẳn, xa xa vang lên tiếng ồn ào của chợ sáng. Cảm ơn, lúc ánh sáng chiếu qua khe hở của cửa á xá, thì âm thanh của ông chủ cũng vang lên. Đã một đêm bác sĩ chưa ngủ, lúc này nghe ông chủ nói hai chữ này tinh thần bỗng chốc phấn khởi không gì sánh bằng, miệng kéo đến tận mang tai. Cậu không biết ông chủ nói với mình lời cảm tạ nghĩa là gì. Cảm ơn cái gì? Cậu đã cứu tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn. Bạn bè thật sự thì không cần phải nói lời cảm ơn đâu. Lần nữa ông chủ ngồi thẳng lên, nhìn nụ cười của bác sĩ như ánh dương sáng chói, không khỏi lây truyền tâm trạng tốt hơn. Vậy sao? Vậy bạn bè chân chính là như thế nào? Bạn bè chân chính là cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng ngay giải quyết vấn đề khó khăn và nguy cơ. Lúc bị mê hoặc mình phải tát cho tỉnh lại, lúc người đó đã quyết định chuyện gì thì phải ủng hộ. Bác sĩ đẩy mắt kính, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hỏi thăm, bây giờ, nói cho tôi biết quyết định của anh. Ông chủ bị bác sĩ nói làm cho sừng sốt, lúc sau mới thở dài một hơi nói, tôi e rằng phải đi đến Ly Sơn. Bác sĩ nhanh chóng đứng lên, vỗ vai ông chủ nói, tôi xin nghỉ đông cùng đi với anh. Đừng từ chối, sau này có thể tôi không rảnh, nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ đi cùng cậu. Ông chủ đang muốn ngăn cản, bác sĩ đã nhanh chóng như ngôi sao băng đẩy cửa á xá đi ra ngoài. Ông chủ quay đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bác sĩ, nhìn ánh sáng ấm áp chiếu trên người cậu, tỏa ra một tầng ánh sáng trói lóa, thánh thiện đến nỗi hầu như làm người ta không thể nhìn thẳng. Cậu từ chối nghẹn trong cuống họng, không thể nói ra được nữa. Ông chủ thoải mái cười, nhắm hai mắt lại. Bạn bè, phải không? Sẻng lạc dương, mạc kim phù, ấn phát khâu, móng lửa đen. Cậu mua những thứ này ở nơi nào? Ông chủ thấy bác sĩ lấy từ ba lô ra cái gì đó, càng thấy càng đen mặt. Cuối cùng đọc tiểu thuyết trộm mộ là sai lầm. Đào bảo khố nha, trực tiếp gửi đến khách sạn chúng tôi ở, rất thuận tiện. Bác sĩ đắc ý nói, lại tiếp tục lấy từ trong ba lô ra đồ chuẩn bị để trộm mồ. Trước khi xuất phát, cần phải điều tra rất nhiều tư liệu. Ở Ly Sơn bọn họ lại ở trong một quán trọ có suối nước nóng, phải mua sắm trước rồi gửi thẳng đến đây. Nếu không cậu nghi ngờ nếu mang theo những thứ này, có thể an toàn qua khỏi sự kiểm tra gắt gao của an ninh sân bay không? Nhưng mà, cậu kinh ngạc không thể tin được khi ông chủ lại có chứng minh thư để mua vé máy bay. Bác sĩ rất muốn liếc mắt xem thân phận của ông chủ ghi trên chứng minh có phải là chức công nguyên không, nhưng lại không có can đảm. Ông chủ liếc mắt, thấy bác sĩ lấy ra địa lôi, máy giỏ kim loại, máy phân tích không khí vân vân đều là những công cụ tiên tiến, những thứ này cũng mua online sao, cậu ta cũng có năng lực thật lớn. Không phải, là viện trưởng cho mượn. Bác sĩ lau mồ hôi trên mặt, cười híp mắt nói rằng, tôi chỉ gọi cho ông ta một cú điện thoại, yên tâm không nói kỹ với ông ta. Ông ta vừa nghe nói tôi và cậu đi xa, ngay tức khắc chuyển nhanh đến. Thật ra tôi nghĩ nếu ông ta không ở Bắc Kinh họp, chắc chắn cũng muốn đóng gói mình về ngay. Ông chủ đành nhắm mắt, tuy rằng bác sĩ không nói rõ ràng với viện trường, nhưng mấy thứ này đều chuyển đến Ly Sơn, kẻ ngốc cũng biết bọn họ định vào lăng mổ, cần hỏi làm gì. Cậu xem còn cần gì nữa, lúc nào chúng ta hành động, bác sĩ thích thú hỏi thăm cậu và ông chủ lúc trước cãi nhau rất gay gắt. Cuối cùng cậu cũng đạt được thắng lợi to lớn. Ông chủ đồng ý dẫn cậu đi đến lăng mộ dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng. Đúng là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nha. Rộng chừng 70-80 cố cung ở Bắc Kinh. Nghe nói tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là thủ vệ bốn phía. Nếu như nói kim tự tháp cổ ở Ai Cập là lăng mộ vua chúa lớn nhất trên thế giới nằm trên mặt đất, như vậy lăng mộ Tần Thủy Hoàng là lăng mộ ngầm lớn nhất thế giới, nếu bị khai quật là kỳ quan thứ 9 trên thế giới. Tuy rằng hạng vũ, Hoàng Sào đã từng định trộm lăng, mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng hạng vũ chỉ đốt phía trên lăng mộ, đào hai đường phách vương câu bọn họ cũng không tìm được lối vào lăng mộ. Đến bây giờ không ai thật sự có thể đi vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sai, thật sự có một, là người đang đứng trước mặt cầu ông chủ nhìn mắt bác sĩ lấp lánh ánh sáng bất đắc dĩ thở dài đêm nay trời trong trước tiên cậu nghỉ ngơi đi vẫn chưa tới giờ trời tối hẳn chúng ta sẽ xuất phát đau đầu nhìn phòng đầy máy móc trộm mổ bác sĩ gãi đầu nói trên mặt đất phải mang theo mấy thứ này tôi thấy có vẻ khiêng lưng sẽ bất động nếu chỉ dựa vào những thứ này có thể đi vào lăng thủy hoàng đế vậy thì địa cung cũng sớm bị ăn trộm rồi ông chủ thản nhiên nói bác sĩ nghe thấy liền bị đà kích nhưng mà nghĩ lại cũng đúng mấy thứ này chắc chắn có thể dùng trong những ngôi mộ cổ thông thường nhưng mọi người nghe tiếng lăng tần thủy hoàng hiển nhiên không thể dùng phương pháp bình thường bác sĩ chậm chạp đem những thứ này gom lại sau đó liếc nhìn ba lô của ông chủ để trong góc thầm nghĩ những thứ cần thiết chắc chắn ông chủ đều đem theo nhưng mình có nên đem theo camera vv màn đêm phủ xuống đất rất nhanh ông chủ cầm lấy ba lô mang bên mình bác sĩ cũng cầm theo một chiếc ba lô. Tuy rằng ông chủ nói cậu chuẩn bị những thứ kia không cần mang theo, nhưng cậu phải có vài thứ mới an tâm. Ví dụ như đèn pin, nước, lương khô, dù sao ông chủ cũng có thể nhịn ăn uống rất lâu, nhưng cậu lại cần. Từ xưa trên ly sơn có rất nhiều suối nước nóng, nổi danh nhất đó là hoa thanh trì trên ly sơn, cho nên có rất nhiều nơi nghỉ dưỡng. Nơi bọn họ ở lại chính là một quán trọ suối nước nóng tư nhân, buổi tối đi ra ngoài cũng không có ai chú ý bác sĩ theo ông chủ đi theo từ hướng núi sâu lúc đầu hoàn toàn không cảm thấy gì cả nhưng đi đến thì không thấy những ngọn đèn xa xa chỉ có ánh trăng và ngôi sao trên bầu trời đón khách vốn bác sĩ lo ông chủ hai ngàn năm chưa đến nơi này có còn nhớ đường không nhưng thấy ông chủ xem những ngôi sao trên bầu trời để thay đổi phương hướng liền an tâm tuy hai ngàn năm đủ để biển cả hóa nương dâu nhưng những ngôi sao trên bầu trời rất khó thay đổi. Bác sĩ sợ giữa núi rừng đèn sáng quá dễ bị chú ý nên không mở. Lúc đầu cậu hoàn toàn chú ý dưới chân, sau đó dứt khoát không nhìn, từng bước đuổi theo ông chủ đi xuyên qua núi rừng. Đi bộ khó khăn hơn 3 giờ, cuối cùng ông chủ và bác sĩ cũng dừng lại. Tuy rằng trời rét đậm, nhưng đầu bác sĩ đầy mồ hôi. Cậu uống nước, nhìn quanh bốn phía, thấy nơi đây và rừng rậm đã đi qua lúc nãy không có gì khác nhau. Điều duy nhất thấy được chính là xung quanh bao quanh bởi đống đá cằn cỗi, không hề có chút quy tắc nào. Chúng ta đến nơi rồi, nhưng mà phải chờ đến giờ tí mới có người. Tuy rằng ông chủ cũng đi quãng đường như thế, nhưng trên mặt không có nửa giọt mồ hôi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Tốt, bác sĩ tùy tiện tìm tảng đá ngồi lên, không chịu ngồi yên mà hỏi thăm, một hồi chúng ta vào cổng lăng mộ sao? không phải nói trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có rất nhiều cơ quan sao? Có nguy hiểm không? Bác sĩ buộc chặt lại dây dày. Cửa chính của địa cung là phong thạch đã sớm buông xuống rồi. Hồ hợi muốn tạo thành Thủy Hoàng đế đã thật sự hạ táng. Thật ra trong địa cung còn có mấy cửa vào bí mật. Tôi biết ngày khác sẽ có người vào địa cung, cho nên lúc mai táng phủ tô cũng lấp lại mấy chỗ cửa vào. Ông chủ đứng chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa ngắm nhìn lăng của Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ bị lấp tạo thành hình cung thật lớn, nhìn qua giống như sườn núi bị người san lấp. Ông chủ biết tuy rằng nơi đây hiện tại nhìn cực kỳ hoang vắng, nhưng hai ngàn năm trước, ở đây đã từng có lăng tầm cung điện rộng lớn, là một kiến trúc hoa lệ, nhưng lại bị hạng vũ dùng một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Dường như trong nháy mắt, còn có thể thấy được cung điện tráng lệ bị chìm trong ngọn lửa ngập trời, dường như còn có khí, còn có thể ngửi thấy mùi cháy xém, dường như hơi nghiêng tai, còn có thể nghe thấy tiếng khóc la thê thảm. Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô tịch của ông chủ. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm cho quần áo ông chủ bay phấp phới. Vốn trên người ông chủ có xích long cực kỳ hợp với dáng người, nhưng vài ngày nay ông chủ lại gầy đi rất nhiều, nhìn qua càng thêm gầy yếu. Xích long trên kiểu áo tôn trung sơn mấy ngày nay càng to hơn, hầu như chiếm phân nửa bộ y phục. Những vảy trên xích long phản xạ ánh trăng trên bầu trời, móng vuốt sắc bén, trông rất sống động, gió đêm thổi qua làm vạt áo không ngừng tung bay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt luôn y phục mà chiếm luôn ông chủ. Giống như dây tiếp theo, người trong tầm mắt sẽ biến mất. Trong lòng bác sĩ dâng lên sự bất an, đứng dậy đi đến chỗ ông chủ sóng vai cùng nhau, ho nhẹ một tiếng hỏi, cửa vào địa cung đều bị đóng chặt chúng ta đi vào thế nào? Ông chủ đứng ngây ngốc thật lâu trong gió đêm, mới lấy lại tinh thần, hờ hững nói. Sau khi Thủy Hoàng đế chết, lăng mộ còn đang thi công, đều do hồ hợi bầy mưu đặt kế. Khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng cũng là vì không chịu nổi sự áp bức của hồ hợi. Những người thợ biết cuối cùng bọn họ cũng bị tuẫn táng, cho nên lén đào mật đào, dùng để chạy trốn. Tiếc là cuối cùng lúc tuẫn táng cũng không sống được nên mật đạo này chuẩn bị vô ích. Bác sĩ nghe được sợ nổi da gà, cũng biết trên đất người chết cũng thiên thiên vạn vạn nếu như xảy ra thi biến. Bác sĩ nhìn không được nhìn dưới chân, rất sợ từ lòng đất một bàn tay dơ ra nắm chân mình. Ông chủ liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói, xem phim kinh dị nhiều quá cũng không tốt. Hai bên chán bác sĩ chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy không thích ứng được khi ông chủ luôn nghiêm trang bây giờ lại nói giỡn ông chủ nhìn ánh trăng trên bầu trời bước đi đến bên cạnh tảng đá từ trong lòng lấy ra một viên ngọc lưu ly cỡ quả bóng bàn không có hình dạng xác định nhét vào giữa khe đá bác sĩ chừng mắt không dám chớp nhìn khe đá và viên ngọc vừa vặn một chỗ giống như được thiên nhiên chế tạo bác sĩ không thể tin ở phía khác tảng đá lại có một khe cỡ đầu ngón út đây là cái gì bác sĩ quay lại nhìn viên ngọc lưu ly trên tảng đá dưới ánh trăng nhìn rất sặc sỡ vừa nhìn liền biết không phải vật thường hoài nam tử một có nói tùy hầu châu biện hòa bích có thì người phú mất thì người bần biện hòa bích chính là hòa thị bích tùy hầu châu và hòa thị bích được gọi là bảo vật trong thời xuân thu người đời gọi là tùy châu hòa bích ông chủ lấy tay che đi ánh sáng từ tùy hầu châu đề phòng có thể thấy ánh sáng trong đêm đen tùy hầu châu cái này lại có thể đứng trước hòa thị bích nhưng sao chưa bao giờ nghe nói qua, đáy mắt bác sĩ vẫn còn lưu lại hình ảnh tùy hầu châu Mỹ Lệ, dùng sức dụi mắt vài lần mới thích ứng được. Đó là bởi vì Hòa Thị Bích được trao cho ý nghĩa là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đã xuất hiện từ lâu trong những câu chuyện về lịch sử. Mà Tùy Hầu Châu, trong lịch sử ghi chép vào thời Thủy Hoàng Đế, sau đó hoàn toàn biến mất. Ông chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, bình tĩnh nói, cũng sắp đến giờ rồi. Ông chủ vừa nói, vừa buông tay ra lúc này ánh trăng trên bầu trời chiếu đến khe đá xuyên qua khe hở ánh trăng phản xạ tùy hầu châu lại nhiều lần khúc xạ dùng mắt thường có thể thấy tốc độ thay đổi của tùy hầu châu sau cùng phóng ra một tia sáng thẳng tắp thật ra tia sáng đó vô cùng yếu ớt nhưng nơi đây không còn nguồn sáng nào khác cho nên tia sáng trong đêm cực kỳ nổi bật trong phút chốc bác sĩ hoàn toàn hiểu vì sao ông chủ phải đợi trời trong mới có thể di chuyển mà vì sao Tùy Hầu Châu sau thời Tần Thủy Hoàng liền biến mất? Bởi vì, vì Thủy Hoàng Lăng mới tạo ra dị bảo ngàn năm. Đó là lối vào địa cung khẩn cấp, đi theo hướng tây 53 bước, lại về hướng bắc 39 bước, có thể tìm được lối vào bí mật, đó là đường trốn thoát do các thợ thầy để lại. Ông chủ nhớ tia sáng của Tùy Hầu Châu chỉ hướng, liền lấy Tùy Hầu Châu ra, để vào lại trong người. Thật ra trước đây ông chủ không cần tùy hầu châu để xác định, nhưng đã qua hai ngàn năm, cảnh còn người mất, cần xác định lại một chút mới tốt, bằng không ly sơn lớn như vậy, ông chủ phải chạy đi đâu để tìm một lối vào nhỏ xíu. Trong đêm đen ông chủ nhíu chặt mày, nhớ đến lúc trước khi xuất phát đã cố ý gọi cho viện trưởng một cuộc điện thoại, biết được một người trẻ tuổi bán lại vạc luyện đan thời chiến quốc cho ông ta, nên gọi viện trưởng cầm vạc đến á xá đổi đồ. Là hồ hợi sao? Chẳng lẽ hắn cố ý dẫn ông chủ đến, hắn có đi vào địa cung tần lăng không? Ông chủ, bác sĩ nghiêng đầu, nghi hoặc kêu lên. Ông chủ đè xuống tâm tư trong lòng, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi không lâu sau, phía sau tảng đá xuất hiện một bóng đen, lặng yên đi theo. Chín trước công nguyên đến năm 122 trước công nguyên, thường được hậu thế xưng tụng là hoài nam tử là vương chư hầu thứ tư của nước Hoài Nam thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, cháu nội của Hán Cao Tổ Liêu Bang. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 1 Huyền Sắc mươi 24, Xích Long Phục 2 Mật đảo 2000 năm chưa được mở, có cảm giác đặc biệt khó có thể chịu đựng được. Tuy rằng bác sĩ vẫn thường xuyên ngửi các loại thuốc hóa học gây mũi, nhưng loại hư thoái cộng thêm mốc meo ngàn năm đập vào mặt lại sản sinh một ý tưởng thật muốn quay đầu đi khỏi. Nhưng cậu chỉ muốn vậy thôi, nếu đã đi đến đây, sao vì điều này mà bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng trong bóng tối ông chủ đưa một vật, làm cho cậu ngẩn người. Mặt nạ phòng độc, mang có thể đỡ hơn. Ông chủ đã mang mặt nạ phòng độc, thanh âm khó chịu, mặt nạ này phòng hơi thủy ngân, càng đi vào trong thì càng cần thiết. Bác sĩ nhanh tay đeo mặt nạ lên, mùi khó người giảm đi một chút. Cậu không khỏi có chút xấu hổ, vốn chuẩn bị rất nhiều máy móc hiện đại, nhưng không có thứ nào dùng được. Kết quả cuối cùng vẫn dựa vào ông chủ. Thật ra không thể trách bác sĩ được, cậu chỉ là người thường, cho nên không biết cái gì cần, cái gì không cần. Mà những máy móc viện trường chuẩn bị cho cậu đều dùng để khảo sát. Mặc dù đối với ông chủ, viện trưởng kỳ vọng rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ rằng bọn họ thật sự có thể đi vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhiều nhất chỉ ở ngoài kiểm tra thôi ông chủ thấy sắc mặt bác sĩ không tốt từ trong ba lô lấy mấy túi dưỡng khí đưa cho cậu cái này cậu cầm đi quanh năm địa cung đều không được mở ra khí bẩn rất nặng nếu chịu không nổi thì dùng cái này đi bây giờ bác sĩ mới biết vì sao ba lô ông chủ nặng như vậy vội vã lấy túi dưỡng khí bỏ vào trong ba lô trong tay cầm một túi dự phòng loại dưỡng khí này dễ mang theo trong bệnh viện cậu cũng có thấy đương nhiên sẽ dùng Cậu thấy ông chủ không có dấu hiệu chuẩn bị dưỡng khí cho mình, âm thầm đoán loại không khí này sẽ không gây hại cho ông chủ. Cậu nghĩ ông chủ rất giống siêu nhân, thân thể khác hẳn người thường, chờ lần này trở lại, nhất định sẽ nhớ kỹ lấy một sợi tóc của ông chủ đi xét nghiệm thành phần. Nghĩ đến việc khác đến thất thần, bác sĩ cảm thấy bò trong mật đạo chật hẹp rất khổ sơ. Mật đạo này năm đó được các thợ thầy đào, lúc đó làm vội vàng nên rất thô giáp chỉ có thể cho một người bò qua, xuống phía dưới thì cực kỳ dốc. Bác sĩ giơ tay ra không thấy năm món, bò theo ông chủ xuống dưới vô cùng cực khổ, may là miệng hít dưỡng khí để phân chấn tinh thần, chỉ chốc lát sau nghe tiếng cơ quan vang lên. Trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy, bác sĩ bước vài bước, phát hiện ông chủ nhảy xuống dưới, thì ra phía trước là một cái hố sâu, lúc này cậu cũng nhảy xuống theo. Mật đảo vừa rồi do người thợ đào để chạy trốn, cho nên không có cơ quan, nhưng kế tiếp chúng ta sẽ đi vào địa cung, cậu cần phải đi sát theo tôi. Âm thanh trong vắt của ông chủ từ bóng tối vang lên, xa xa còn nghe dư âm quanh quẩn, có thể bọn họ đã đến lối vào địa cung. Bởi vì mật đảo đã rộng hơn một chút, lúc này bác sĩ mới có cơ hội lấy ra đèn pin từ ba lô, mở lên. Ánh sáng hội tụ của đèn pin chiếu vào mộ đạo sâu xa, làm cho người ta có cảm giác đang xuyên qua đường hầm. Ông chủ nói, cuối cùng cậu cũng đem đồ có thể dùng được. Bác sĩ nghe khích lệ, hiển nhiên vô cùng đắc ý, lúc này trước mắt có tia sáng, có thể thấy mọi vật, cậu mới có cảm giác chân thật. Thật sự là chính mình đang ở trong lăng mộ của Tân Thủy Hoàng. Tự nhiên tâm trạng cũng hưng phấn, tâm tình kích động, bác sĩ cẩn thận theo sát ông chủ bước lên từng lát gạch đi vào. Tuy rằng mộ đạo được tạo thành từ hai ngàn năm trước, nhưng bằng phẳng nhãn bóng một chút mài mòn cũng không có có thể thấy được các thợ thầy năm đó có bản lĩnh rất lớn hơn nữa hai ngàn năm không có ánh sáng không người bước qua cho nên vẫn duy trì hình dạng lúc niêm phong nếu không phải trong mộ có không khí vần đục cơ hồ bác sĩ cho rằng đây là trường quay phim truyền hình mộ đạo lệch xuống dưới chỉ vừa bọn họ bò qua nhưng không dốc như mật đạo đầu tiên bác sĩ tập trung tinh thần theo sát ông chủ đi lên Lúc đầu còn cho rằng rất mạo hiểm kích thích, nhưng từ từ đến tột cùng chẳng có gì thú vị cả. Bác sĩ rất sợ chính mình sẽ vì buồn ngủ mà đi sai bước, liền gợi chuyện, hỏi những chuyện liên quan đến địa cung. Ông chủ nói với cậu, địa cung của Tần Thủy Hoàng rất to lớn, ngoài một mộ để an táng Thủy Hoàng đế thì ngoài ra, còn có vài mộ cùng loại như vậy. Bởi vì Tần Thủy Hoàng theo đuổi lễ chế sự tử như sự sinh, cho nên địa cung tần lăng nhìn không khác cung thành to lớn của mình, có thành lũy ngầm và 10 cửa cung ngầm. Tất cả kiến trúc trong địa cung đều được xây lên giống như cung điện thật, ngoại trừ giữa địa cung có quan tài của tần Thủy Hoàng, còn có rất nhiều điện thờ phủ dùng để an trí phi tần đã mất cùng những người tùy táng. Bởi vì những người có tư cách chôn cùng chưa chắc chết, cho nên các mộ của tần Thủy Hoàng bị đóng lại, các mộ đạo khác chưa niêm phong, chắc cũng cho hồ hợi hy vọng có cơ hội vào Thủy Hoàng Lăng. Địa cung vô cùng to lớn, điều này bác sĩ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện nay, trên mặt đất xung quanh địa cung đã khai quật được rất nhiều hố tuẫn táng, ngoại trừ hố của tượng binh mã, sa mã bằng đồng ngoài kia, còn phát hiện được một hố to chất áo giáp, trăm hố tượng, hố chứa tượng quan văn, hố chứa chim thú quý hiếm, hố tàu ngựa và hơn 600 chỗ tùy táng khác ở gần đó tùy táng nhiều như vậy, chắc chắn trong địa cung càng kinh khủng hơn. Nhưng đi hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ phát hiện mộ đạo có chút biến hóa, không khỏi càng sốt ruột hơn. Nếu không có ông chủ dẫn cậu theo một hướng, gần như có thể cho rằng mình đi xung quanh một chỗ. Bác sĩ thấy cậu sốt ruột, ngừng bước, thản nhiên nói, đường tôi dẫn cậu đi là đường tắt đi vào giữa địa cung. Trên đường chúng ta đi có rất nhiều thông đạo đi vào các mộ thất, nhưng mà đều na ná như nhau, không có gì đẹp cả. Ông chủ vừa nói vừa sờ vào nơi nào đó trên bức tường vỗ một cái, một hồi rung động vang rồi bức tường tên trong sụp xuống. Sau khi bụi bay mù mịt xuất hiện một mộ thất đen nhánh. Bác sĩ nhanh tay lấy đèn pin dò xét, phát hiện chỉ có một chiếc quan tài bằng đá và trên mặt đất có một ít vật bồi táng. Bác sĩ đối với đồ cổ không có một chút hứng thú, mà những đồ vật này ít nhất đều trải qua hai ngàn năm. Mặc dù biết chúng nó có giá trị xa xỉ, nhưng trong mắt bác sĩ chúng chỉ như đồ bỏ trồng chất lên nhau. Đây là sở thích khác biệt, nếu đổi lại là viện trường ở đây, chắc đã sớm gào khóc nhào về trước, nhưng bác sĩ thà là nghiên cứu tế bào gen của ông chủ còn hay hơn. Ông chủ phục hồi lại mộ thất, bác sĩ cũng điều chỉnh lại tâm tình. Cậu không phải đến để tham quan du lịch, mà là đi cùng ông chủ một chuyến. Thật ra bác sĩ kiên quyết muốn đến địa cung, ngoại trừ muốn biết về tần lăng to lớn, nguyên nhân lớn hơn là muốn biết vì sao ông chủ không có ý chí sinh tồn, muốn an nghỉ cùng với phù tô. Ít nhất khi cậu đi theo, ông chủ cần phải dẫn cậu về mà không thương tổn gì. Tiếp tục đi một hồi lâu, bác sĩ phát hiện mộ đảo chậm rãi rộng hơn, viên gạch dưới chân cũng bắt đầu trở nên có hoa văn điêu khắc, trên tường cũng có vẽ các bức bích hoa. Phía cuối mộ đảo có tảng đá rất nặng, đã đóng kín cửa mộ suốt hai ngàn năm, không thể nào mở ra được nữa. Ông chủ dẫn bác sĩ đi một vòng qua mộ thất, lần nữa trở về mộ đảo, thì bác sĩ phát hiện gạch dưới chân có khắc hoa, có khảm vàng ngọc, cùng với gạch trong tần cung lúc trong sương mù giống nhau như đúc, liền biết bọn họ đã đến trung tâm địa cung. Đang muốn bước về trước theo dấu chân ông chủ, bác sĩ thấy đối diện có tia sáng lóe lên làm cho hoảng sợ, giống như là bị người ta nhìn chằm chằm trong bóng tối. Bác sĩ nhanh tay lấy đèn pin chiếu qua, mới phát hiện đứng đối diện là một tượng binh mã rất cao lớn. Tượng binh mã này cùng với các tượng binh lính bác sĩ thấy trên TV hoàn toàn khác nhau. Nó có hoa văn và màu sắc rất tươi đẹp. Hơn nữa y phục không giống với quân đoàn dưới đất ngoài cung đã được khai quật. Rõ ràng tượng binh lính này thuộc sự quản lý của cẩm y về. Tượng thị vệ này so với bác sĩ còn cao hơn một chút, đầu đội trường quan, vẻ mặt trầm tĩnh kiên nghị. Bên trong mặc tà áo ngắn, bên ngoài khoác áo giáo uy vũ tiện lợi, cả người toát ra khí thế oai hùng, phong thái hiên ngang. Kiếm ở thắt lưng không phải làm bằng đất sét, mà là kiếm đồng thật. Vì hai mắt làm bằng hắc diệu thạch, phía trước phản chiếu nhìn như nhãn cầu thực sự, còn có đèn pin mờ ảo phản xạ ánh sáng, chợt nhìn có vẻ giống như người sống. Tượng binh sĩ sống động như thế không chỉ có một, hai phía mộ đảo đủ rộng để ba chiếc xe ngựa đi được cách năm bước sẽ có một tương binh sĩ tương tự, qua hai ngàn năm chúng nó chưa động đậy, yên lặng canh giữ địa cung tần lăng. Chúng mặc trang phục như nhau, nhưng ngũ quan lại không giống nhau, giống như là dựa vào người thật để tạo ra vậy. Nếu không phải bác sĩ biết những tượng đất này giống với tượng binh sĩ ở ngoài địa cung khai quật được, đúng là thật sự làm bằng đất, thậm chí có thể tưởng người thật phải chịu một loại pháp thuật tà ác nào đó, bị biến thành hình nộm. Càng nghĩ như vậy, cả người bác sĩ lại phát lạnh, tùy ép buộc chính mình không đến xem hai bên, nhưng bị những người này nhìn chằm chằm, cảm thấy mọi thứ không được tự nhiên. Sau khi thật sự vào địa cung, đi tới tiền điện, bác sĩ cảm thấy có chút quen thuộc. Vì đây là cung ngầm trong lòng đất, nhái lại tần cung năm đó, nên một chút chi tiết nhỏ cũng không hề thay đổi. Phù Tô sinh ra tại đây, gần như lớn lên ở tần cung. Lúc ở trong sương mù dày đặc, bác sĩ đã nhanh chóng xem lướt qua cuộc đời của phù tô cho nên đối với tần cung cực kỳ quen thuộc ngoại trừ sợ các cơ quan mà phải bước sát theo ông chủ bác sĩ tinh tế nhận ra trước mặt bọn họ là điện thờ phụ ở tiền điện ngói đen trụ đỏ ốc tích thẳng tắp huyết lâu nguy nga ngay cả cây cỏ ở sân rộng cũng tạo thành từ đất sét màu bên này cung nữ hái hoa bên kia thị vệ tuần tra các vị đại thần xếp thành hàng đi vào thư phòng nghị sự Bác sĩ từng thấy qua cảnh này trong tần cung thật sự giống nhau như đúc. Thế nhưng ở đây không có ánh sáng, không có người sống, chỉ là một tòa thành chết ngầm. Dường như ban đầu là tiên cảnh, bị người phù phép cho tạm dừng, mãi mãi ngừng lại. Không phải nói trong lăng tần thủy hoàng có mỡ nhân ngư chế thành mọn nến ngàn năm không tắt sao? Bác sĩ không chịu được bầu không khí quá áp lực ở đây, đèn pin trong tay cũng đang hết pin. Cậu dừng lại vừa thay pin, vừa hỏi có nhưng năm đó tôi không tin mỡ nhân ngư có thể cháy cả ngàn năm cho nên trước khi rời đi đều đập tắt đèn đó rồi âm thanh của ông chủ trong bóng đêm thản nhiên vang lên bác sĩ lục lọi ba lô không cẩn thận làm pin dự phòng rơi hết trên mặt đất cậu thầm kêu một tiếng không tốt cũng không dám đi đến nhặt lại ở nơi đây nơi nơi đều có cơ quan bẫy dập tùy tiện bước nửa bước ra cũng là đường chết Bác sĩ đang suy nghĩ có nên lấy di động ra chiếu sáng để bước ra không, thì bỗng nhiên từ phía ông chủ phát ra ánh sáng mờ nhạt yếu ớt. Bác sĩ nhìn kỹ vào, mới phát hiện đó là cái đồ chụp mọn nến. Ông chủ gắn mọn nến vào đồ chụp, bình thường mọn nến nhìn không hề sáng tỏ, nhưng lúc này nhìn vào cực kỳ chói mắt. Bác sĩ thích ứng trong chốc lát, liền nhận ra dưới da nến thiếu một góc, thoạt nhìn mọn nến này rất quen mắt, không phải đây là nến nhân ngư sao? Ông chủ gật đầu nói, đúng vậy, nến nhân ngư này là năm đó tôi dùng mỡ nhân ngư trong địa cung tinh chế thành. Để thuận lợi chiêu sáng, cuối cùng lúc ra khỏi mổ, tôi tiện tay thổi tắt. Sau đó để lưu lạc đến tay những người khác, tan ra thành hương nến, qua tay nhiều người rồi vào trong miếu, nghe trăm nghìn năm kinh văn, nến nhân ngư liền có linh hồn. Chuyện lúc đó, tôi cũng đã nói với cậu rồi. Bác sĩ nhớ lại, nến này có tên là chúc cùng tiểu hòa thượng làm nên mối tình người và quỷ còn giang dở. Không đúng, chuyện này xem như chuyện tình của người và yêu còn giang dở, còn có chu Nguyên Trương xen vào, cuối cùng ông chủ đem nến nhân ngư vào á xá. Nhưng mà, này, điều này không phải vấn đề chính. Vấn đề là không phải ngọn nến này là bất diệt sao? Rốt cuộc sao ông chủ có thể mang thứ gì đó đang cháy lên máy bay? cậu mạo hiểm cùng ông chủ đi có nguy cơ bị cảnh sát bắt lại khuôn mặt bác sĩ nhăn nhó nhưng nửa câu cũng không dám hỏi rất sợ cảm giác nghe xong đáp án không thể chấp nhận được đành phải bỏ quan vấn đề này tôi nhớ kỹ nguyện vọng ban đầu của nến nhân ngư không phải là muốn quay về mộ tân thủy hoàng phá hủy ở đây sao sao cậu còn dám mang nàng theo cậu vừa dứt lời dư âm còn quanh quần quanh tiền điện trống trải ánh nến sáng rực từ ngọn nến khói bay lên chậm rãi hình thành một nữ nhân nửa trong suốt, dung nhan tuyệt mỹ, trên người vật y phục rất đẹp đẽ quý phái, tóc như gấm, tựa như có sinh mệnh, trôi vờn quanh thân nàng. Nhưng mà tay áo bên trái của nàng như bị vật gì đó cắn rách phân nửa, nhìn qua có thể thấy rõ được. Ông chủ lãnh đạm nói, có gì không dám đem theo? Nàng có thể làm cái gì sao? Bác sĩ hơi ngạc nhiên, lúc này mới chú ý chúc có một đôi mắt sâu mà to, nhưng trên khuôn mặt mỹ lệ như chứa lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Quả thật cái gì nàng cũng không làm được, cùng lắm chỉ có thể làm ánh nến nhảy lên nhanh một chút, chắc muốn dùng khói nến hình thành nên thân thể cuốn lấy ông chủ, nhưng không có cách nào ngăn cản ông chủ đi về phía trước. Nhìn đôi mắt đẹp của Trúc chứa đầy lửa giận, bác sĩ chỉ có thể thầm than một tiếng đáng thương, thủ đoạn của ông chủ cậu đã thỉnh giáo qua, không ai có thể địch lại. Hơn nữa, cậu phải thừa nhận nến nhân ngư tốt hơn ánh sáng yếu ớt của đèn pin rất nhiều. Không phải tia sáng nhìn có hạn, mà là nến nhân ngư trong tay ông chủ ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, cho nên thấy rõ hơn. Có thật đúng lúc, bác sĩ theo ông chủ đi đến trước đại mông của tiền điện, thấy ông chủ không có hành động gì, giống như đứng yên bất động ở trước cửa đá nặng trịch. Ở đây còn có cơ quan gì không? Bác sĩ Hiếu Kỳ hỏi thăm, lúc này Trúc đã chịu thua, thân thể nhẹ nhàng len theo khe cửa đá nhẹ nhàng đi vào chỉ chừa lại một góc áo cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng cùng làn khói xanh không ngừng phiêu động ông chủ trầm mặc trong chốc lát mới trầm lặng nói rằng không mọi cơ quan ở đây đã bị tôi tháo rỡ rồi thậm chí huyền thiết khóa tôi cũng tháo ra vì lúc hắn tỉnh lại không cần cố sức cũng có thể đi ra ban đầu bác sĩ nghe không hề cảm thấy gì cả nhưng qua một chốc thì sờn gai ốc Ông chủ lại có thể lưu giữ ý niệm phù tô sẽ sống lại trong đầu sao? Thân là truyền thế của phù tô cậu có áp lực rất lớn. Ông chủ cũng không do dự lâu, đưa nến nhân ngư cho bác sĩ, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa đá, bụi bặm tung bay, hai phiến đá rất nặng phát ra một tiếng nổ lớn, hai bên bắt đầu mở ra. Bác sĩ hiểu phía dưới hai phiến đá có lẽ có cơ quan, nên ông chủ không cần tốn nhiều sức. Nhưng cậu không dành đi chứng minh chuyện này bởi vì cậu thấy trên đỉnh đầu đêm tối xuất hiện trăng tròn ở phía rất xa bầu trời đầy sao ngân hà kéo dài qua vòm trời trong nháy mắt bác sĩ cho rằng đã ra khỏi mộ tần thủy hoàng nhưng cậu lại không cảm nhận được không khí trong lành không khỏi nghi ngờ đợi đến lúc thích nghi được với ánh sáng trong đây thì cậu mới phát hiện trăng tròn và ngôi sao ở đây đều là những viên dạ minh châu to nhỏ những viên dạ minh châu này dựa theo hình dạng bầu trời mà khảm nảm chợt nhìn lại quả thật rất giống cảnh tượng bầu trời đêm trong lòng bác sĩ không khỏi hít một hơi khí lạnh trong địa cung lại có thể có bầu trời đêm điều này làm cho không gian rộng rãi khó có thể tưởng tượng được cảm giác ông chủ cất bước đi về phía trước bác sĩ vội vã đuổi theo nhưng vừa mới đi được hai bước một giọt nến nóng hổi chạy lên tay cậu làm tay cậu run lên nến nhân ngư trong tay không cầm được để rơi trên mặt đất bác sĩ vội vàng xoay người lại chụp lấy thấy nến nhân ngư đã rơi xuống đất, nhanh tay cầm lấy. May mắn là tay chân nhanh nhẹn, nhưng dây tiếp theo mở to hai mắt, nhìn một đốm lửa nhỏ bắn trên mặt đất, bỗng nhiên to hơn gấp vài lần, cháy lên rừng rực. Thì ra dưới chân cậu có một cái tàu ngựa, bên trong chất đầy mỡ, trong nháy mắt bị ánh nến dẫn cháy. Mỡ là trạng thái rắn cùng trạng thái lỏng, nên lửa cũng không có cháy lan nhanh chóng, mà chậm rãi cháy dọc theo tàu ngựa tràn ra địa cung rộng lớn như mở công tắc, chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn họ. Dùng vàng xếp thành tam sơn ngũ nhạc, dùng thủy ngân đề làm thành sông Trường Giang và Hoàng Hà, ở đây đúng là dựa vào tỷ lệ chân thực mà tạo ra bản đồ địa hình vùng Trung Nguyên. Nhìn kỹ thì, còn có thể cảm thấy thủy ngân thay cho dòng sông còn đang chậm rãi chảy xuôi, ánh sáng màu bạc cùng màu vàng hòa lẫn, lộng lẫy làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Bác sĩ rất vững vàng mà còn bị chấn động, đến đây mới biết trong sách sử ghi chép về mộ tần Thủy Hoàng là chân thật. Thủy Ngân chảy tạo thành sông Trường Giang và Hoàng Hà, bắt đầu dẫn nước, trên bầy thiên văn, dưới bầy địa lý, dùng mỡ nhân ngư làm nến, có người bất tử. Bác sĩ thì thảo tự nói, lửa dọc theo bốn phía tàu ngựa bắt đầu nổi lên, cuối cùng tụ lại ở trong một chiếc chậu hình tròn nửa trong suốt, làm bùng cháy lên một quả cầu lửa thật lớn, hoàn toàn chiếu sáng dãy ngân hà bằng vàng bác sĩ biết đây đại diện cho mặt trời, mà khi quả cầu lửa bùng lên, thì viên dạ minh châu chế thành quả trăng tròn cùng môi sao hoàn toàn bị che đi, dường như đang ở trong bầu trời thật sự. Địa cung hoàn toàn hiện ra, bác sĩ cũng rất rõ ràng. Ở đây hoàn toàn không có bảo vật quý giá. Nhưng bác sĩ có thể biết được dụng ý của Tần Thủy Hoàng. Dưới thân ôm lấy nghìn dặm non sông, bao quanh có 10 vạn đại quân bảo vệ, hắn còn muốn bảo vật gì nữa? đây là bảo vật chân quý nhất sau đó bác sĩ thấy được giữa dãy ngân hà bằng vàng dường như có kiến trúc nhân tạo bác sĩ còn chưa nhìn kỹ ông chủ bên cạnh đã di chuyển bác sĩ không muốn bị bỏ ở đây vội vàng đuổi theo một bước đạp lên vàng tạo thành núi cao trong lòng bác sĩ hò hét trong đời cậu chưa từng xa xỉ nằm trên núi vàng những lời này thật đúng là không thể tùy tiện nói Giữa lúc cậu đang đứng trên đỉnh cao nhất của núi vàng, thấy ông chủ đã đi trước cậu với bước đi đến ngôi cao kia, thấy trên bản đồ vị trí của Hàm Dương, cũng biết là nơi ở thực tế của bọn họ trên trái đất. Theo góc của bác sĩ nhìn qua, có thể thấy rõ ràng, trên cao kia có một chiếc quan tài tuyệt mỹ vô song. Cái quan tài kia không hề khép kín, bên trong có một người đang lẳng lặng nằm. Mặt mũi người nọ rất thanh tao, giống như đang ngủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra. Bác sĩ ngây ngốc đứng ở nơi đó, bước chân cũng cứng lại. Bởi vì hình dáng của người đó, trong sương mù dày đặc cậu đã gặp qua rất nhiều. Đó là Hoàng Thái Tử Điện Hạ của đế quốc Đại Tần Phù Tô. Tuy rằng bác sĩ đã sớm biết người nằm trong địa cung của Tần Thủy Hoàng không phải là Tần Thủy Hoàng mà là Phù Tô. Nhưng cậu thật sự không ngờ Phù Tô đã chết hơn 2.000 năm mà lại không có chốt mục giữa cũng giống như trong sương mù dày đặc lúc đó thấy được gương mặt ngọc như vậy. Bác sĩ hiểu rõ vì sao ông chủ nghĩ trong lòng sẽ có ngày phù tô tỉnh lại, phù tô thế này, bất luận là ai thấy, cũng chỉ cho là đang ngủ mà thôi. Bác sĩ sững sốt một lát, phát hiện ông chủ vẫn đứng trước quan tài vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào phù tô, vội vàng bước vài bước, nhảy qua nơi thủy ngân chảy qua tạo thành sông hoàng hà, đi lên phía trên. Càng đến gần Bác sĩ càng cảm thấy kỳ quái, cậu làm bác sĩ, đương nhiên đã có thói quen nhìn thi thể, nhưng những người đã chết không phải đều có màu da trắng mất đi huyết sắc sao? Không phù tô mang sắc mặt hồng hào, nếu không phải thật sự ngực phù tô không vập phồng, gần như bác sĩ cho rằng phù tô còn sống. Lòng còn điều nghi hoặc, bác sĩ đứng trước quan tài nghiêng đầu chăm chú đánh giá phù tô, mới phát hiện y phục hắn mặc có chút kỳ lạ, vải màu đen, giống như đã từng thấy qua nhìn lại xích long phục ông chủ đang mặc, bác sĩ mới bình tĩnh xác định hai người mặc chung một loại vải. Ông chủ cũng đã từng nói qua, kim lũ ngọc y này hắc kim hắc ngọc là một vật thần kỳ để bảo tồn thi thể không thối rữa. Nếu ông chủ muốn sống, nhất định phải bỏ đi xích long phục trên người, mặc y phục trên người phủ tô thay thế. Mà như vậy chỉ có một kết quả, phủ tô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chả trách ông chủ vẫn do dự. Bác sĩ biết ông chủ đối với phù tô không hề câu nệ, anh ta lo lắng đến nỗi muốn đến tần thủy hoàng lăng để an nghỉ cùng với phù tô. Hiện tại xem ra bây giờ lo lắng cũng không thừa. Cậu không ra tay được thì để tôi, bác sĩ nói, liền vươn tay đến chỗ phù tô, nhưng vừa duỗi được phân nửa, tay lạnh giá không có nhiệt độ như một chiếc vòng sắt nắm cổ tay cậu. Bác sĩ dùng mình một cái, tưởng phù tô bị thi biến giây sau đó mới nhìn rõ là cậu bị ông chủ ở đối diện nắm được cổ tay. Chờ một chút, ông chủ nhẹ giọng nói nhỏ. Bác sĩ rõ ràng thấy được hồng long trên y phục ông chủ đã bắt đầu đi chuyển. Thân rồng to lớn quấn lấy thân thể ông chủ, như nơi đó chứa linh khí tươi mới, giống như trong nháy mắt sẽ cắn nuốt cả người ông chủ. Tìm bác sĩ nhảy lên, cố sức tránh khỏi bàn tay ông chủ, đợi lát nữa là chờ bao lâu. Phù Tô đã ngủ say hai nghìn năm rồi, cậu khẳng định khóa trường mệnh trói hồn phách của hắn mà. Nói không chừng vì thân thể bất diệt nên hồn phách mới không siêu thoát. Ông chủ nghe cậu nói xong quên dùng sức, mà bác sĩ nhân cơ hội này lại dùng lực dẫy ra, làm tay cậu thoáng chạm vào mặt Phù Tô. Giống như là ma pháp đột nhiên mất đi công dụng, hai người trơ mắt nhìn thân thể Phù Tô trong nháy mắt biến thành cho tàn, vốn bộ kim lũ ngọc y màu đen Phù Tô mặc ở trên người, liền như thế nhẹ nhàng nằm trong quan tài. Trong nhất thời, bác sĩ và ông chủ đều mất đi khả năng nói chuyện, ngây ngốc đứng nơi đó, thậm chí bác sĩ vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra. Này, tôi không cố ý, sau một lúc lâu, bác sĩ mới đứng thẳng, không dám tin nhìn tay mình lần này đến lần khác. Rõ ràng đầu ngón tay cậu đã có cảm giác chạm vào da hắn, nhưng sao vừa tiếp xúc thì dây sau phù tô đã hóa thành cho tàn rồi ông chủ thở dài nói dù sao cũng hơn hai năm rồi cho dù đồ liệm có thể bảo vệ thân thể không thối giữa hơi thủy ngân có thể bảo vệ khuôn mặt không mục nát nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã chết rồi bác sĩ có thể nhìn ra tâm trạng ông chủ không tốt nên không nói gì thêm cậu đưa tay vào quan tài lấy kim lũ ngọc y màu đen ra đi qua quan tài đến cạnh ông chủ nhẹ nhàng đem trường bào mặc lên người ông chủ mặc vào đi Phù Tô đã ở trong y phục này rồi. Cậu nói cũng không sai, Phù Tô đã hóa thành cho bụi, một ít cho cốt nằm trong quan tài, một số khác lại ẩn vào trong đồ liệm, cũng không thể phân ra được. Ông chủ phải thừa nhận bác sĩ rất biết cách an ủi người khác. Ông chủ cúi đầu ngoan ngoãn mặc trường bào vào, bộ kim lũ ngọc y màu đen này dựa vào kiểu dáng ở tần chiều, ống tay áo nhỏ, đường chỉ may biên bằng vàng. Xiêm áo huyền y, chỉ có người tài tôn quý nhất ở Tần Triều mới có thể mặc trang phục tế tự. Tế tự viện của Tần Triều phải tìm vài chục năm mới tạo thành. So với đồ năm đó ông chủ lấy một bộ bình thường trong bảo khố, thì bộ này quý hơn ngàn lần. Bác sĩ có thể cảm nhận được tâm trạng cực kỳ xúc động của ông chủ. Nhưng cậu có thể thấy được trong khoảnh khắc trường bào được khoác vào, trong nháy mắt sắc mặt ông chủ hồng hào hơn. Cậu biết thật sự có thể cứu được ông chủ, tâm tình cũng tốt hơn, Nhìn không được cười đùa nói, nếu tóc dài một chút, cuối cùng y phục này nhất định rất đẹp. Thật ra bây giờ cũng rất chấn động rồi, trong lòng bác sĩ mang theo sự ca tụng đánh giá. Ngẩn ngơ nhớ lại, trong lúc sương mù dày đặc, ông chủ cũng mặc y phục của trang, lần này lại đứng trước mặt cậu, không có cảm giác khác lạ, giống như trời sinh thích hợp mặc trang phục như vậy. Chỉ tiếc bộ y phục này may theo thân người cảm, so sánh với vóc người cao to của Tần Thủy Hoàng, thì ông chủ hết sức gầy, bộ đồ này rất không vừa người. Ánh mắt ông chủ phức tạp nhìn quan tài, thản nhiên nói, chúng ta đóng lại đi. Bác sĩ gật đầu, biết lúc trước ông chủ cũng không hề khép quan tài lại, chỉ sợ khi phù tô sống lại, sẽ nằm bất động trong quan tài nặng trĩu. Hiện tại thi thể phù tô đã hóa thành cho tàn, ông chủ sẽ không có nghĩ vậy nữa. Hai người khó khăn đem nắp quan tài nâng lên, chậm rãi đóng lại. Trong khắc cuối cùng, từ y phục bác sĩ lấy ra hai khối ngọc, trịnh trọng để vào. Ông chủ thấy rất rõ, biết bác sĩ bỏ vào chính là khóa trường mệnh đã bị vỡ ra. Cậu cũng không hề ngăn cản, coi như là lời từ biệt bác sĩ nói với phủ tô đi. Bọn họ hoàn toàn không có quan hệ gì cả, tuy rằng bác sĩ là truyền thế của phủ tô, nhưng bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhớ đến lúc vừa rồi phủ tô hóa thành cho bụi, Mặc dù trong lòng ông chủ không muốn, nhưng cũng biết rằng phù tô đã thật sự được giải thoát rồi. Chiếc quan tài hợp lại thành một, phát ra âm thanh. Bác sĩ Như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán, lại ngẩng đầu nhưng sắc mặt thay đổi, chỉ vào vai trái của ông chủ hoàng sợ lúng túng nói, "Ông chủ, y phục của anh." Ông chủ theo ánh mắt của cậu nhìn lại, liếc mắt thấy trên vai trái xuất hiện móng vuốt màu đỏ, sau đó giống như là phim điện ảnh chậm rãi lộ ra thân rồng, thậm chí vảy rồng còn lộ ra ánh sáng gai mắt. Chết tiệt, sao cậu lại quên được? Xích long kia nếu như có thể ở trên kiểu áo tôn trung sơn, vậy thì cũng có thể ở trên trường bào cổ trang. Bác sĩ vội vàng vọt qua, cởi kiểu áo tôn trung sơn bên trong, nhưng sau khi bọn họ cởi trường bào bên ngoài ra, mới phát hiện hai bộ y phục đã quấn nhau như tơ, hoàn toàn không chia ra được. Ông chủ cười khổ nói, là tôi tính sai, xem ra tôi không thể thoát khỏi xích long rồi. Bác sĩ dùng dao thụy sĩ muôn mang theo bên người để cắt sợi tơ đi, nhưng giống như cắt dây thép, mà khi cậu dùng thêm lực thì hoảng hốt nghe được tiếng rổng giống bên tai. Bác sĩ khẽ cắn môi, muốn tiếp tục cắt, nhưng ông chủ cản cậu lại, không cần cố sức, dao thường cắt không được đâu. Lúc này đầu xích long đã hoàn toàn lộ ra mặt ngoài trường bào, nhẹ nanh múa vuốt giãn thân thể, tựa như trừng mắt ra oai với bác sĩ. Bác sĩ vừa định dùng phương pháp khác thử xem thì đột nhiên toàn bộ đèn trong địa cung đều tắt ngấm, quả cầu lửa biểu tượng cho thái dương tắt trong nháy mắt, lửa trên tàu ngựa cũng biến thành khói, chỉ còn lại nến nhân ngư trong tay bác sĩ còn lẳng lặng cháy. Không thể nào, không phải nói có thể cháy ngàn năm không tắt hay sao? Chẳng lẽ trong tần thủy hoàng lăng dùng đồ giả kém chất lượng, bác sĩ theo thói quen nói nhảm từ nơi khác trúc bay trở về bên người bọn họ khẽ hừ một tiếng không phải như vậy tôi vừa thấy một người dùng một thanh đao chạm vào tàu ngựa toàn bộ lửa đều bị đao hút vào trong rồi thanh âm của trúc giống như hình dáng của nàng nhẹ nhàng lúc có lúc không nhưng nói ra thì như búa tạ đập vào tim ông chủ và bác sĩ là cô nói còn có người khác ở đây sao bác sĩ không dám tin tưởng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một mảng tối đen Lúc này những viên dạ minh châu tạo ra khung trời, ánh sao đầy trời, mê người không gì sánh được, nhưng bác sĩ không có tâm trạng thưởng thức. Đương nhiên là trong địa cung không có người sống, nhưng có thể có người theo chúng ta vào. Ông chủ nheo hai mắt, thản nhiên nói, biết rõ các cơ quan ở địa cung, cộng thêm minh hồng đao có khả năng hút lửa, ngoại trừ hù hợi, những người khác không thể nào. Minh hồng đao, bác sĩ thấy cách đó không xa có tia sáng lóe lên, nhưng không chắc chắn lắm. Tương truyền lúc hoàng đế luyện hiên viên kiếm thì có dư nguyên liệu, bởi vì lò nung nhiệt độ cao chưa hạ nên nguyên liệu tan ra chảy về lò, sau đó tự làm lạnh tạo thành hình thanh đao. Không gió tự kêu, tên là Minh Hồng đao. Hoàng đế cho rằng đao ý của Minh Hồng đao quá mạnh, đủ để phản lại người dùng. Không để thanh đao này lưu lạc nhân gian, muốn dùng hiên viên kiếm hủy đi, không ngờ đao trong tay hóa thành chim sơn ca màu đỏ mà bay đi. Lời ông chủ nói chưa dứt, một con chim từ xa đến gần, bay nhanh đến ngôi sao gần bọn họ. Bác sĩ cầm nến nhân ngư trong tay, thấy rõ ràng, một con chim ưng cỡ như chim sơn ca bay đến, một bóng người giữ lấy chân chim sơn ca, lên đến đài cao thì trong nháy mắt chim sơn ca biến thành một thanh đao dài ba thước, người nọ cầm chuôi đao, không hề lưu tình mà bổ tới bọn họ. Mặt đao phản xạ ánh sáng của nến nhân ngư, vừa lúc chiếu lên mặt đối phương, làm lộ ra gương mặt đáng sợ. Dùng nhà này đã thấy trong sương mù, chính là tần nhị thế hồ hơi. Dùng mạo của hắn cũng giống như hơn 2.000 năm trước, không hề thay đổi. Chỉ là không hiểu vì sao tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng. Việc này chỉ có người ở tuổi 60 mới thay đổi, xứng với dung nhan anh Tuấn, ngược lại có sự kết hợp không diễn tả được. Ánh mắt phượng lộ màu đỏ nhàn nhạt, sắc mặt như cho nguội, có điểm đỏ thẫm đều lộ ra vẻ suy sụp khi ánh chớp sáng lên bác sĩ đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao hồ hợi lại theo bọn họ đến đây chắc chắn là vì kiện y phục trên người ông chủ cậu không biết hồ hợi không có kim lũ ngọc y thì sống thế nào qua hai ngàn năm nhưng cậu tuyệt đối không để hồ hợi có thể thực hiện được bác sĩ thấy ông chủ còn đang sững sờ kéo tay về phía sau tránh đi nhưng đau của đối phương lại nhanh hơn trường bào của ông chủ chưa mặc xong kéo như thế trường bào lại tung bay lên vừa lúc đó nhận lấy một chém của minh hồng đao xoẹt hiển nhiên minh hồng đao không phải vật phàm một đao cắt trường bào làm hai bác sĩ ôm ông chủ nhảy xuống sắc mặt ông chủ được nến nhân ngư soi giỏi có vẻ cực kỳ khó coi bác sĩ đang cân nhắc có nên liều mạng với hồ hợi không thì ông chủ trầm giọng nói chúng ta đi thôi bác sĩ theo ông chủ qua mọi khó khăn nhưng không cảm giác được phía sau truyền đến âm thanh truy kích khi sắp đến cửa địa cung bác sĩ không nhịn được quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối hồ hợi đứng trên môi cao chăm chú nhìn quan tài trước mắt chim sơn ca lại biến thành nhỏ trong bàn tay đứng trên đầu vai hắn dùng mỏ liếm vài sợi lông chim hình như mọi việc không như cậu tưởng tượng chẳng lẽ hồ hợi còn không bỏ qua giấc mộng yên giấc ngàn thu sao Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, tiệm đồ cổ Á Xá quyển 1. Huyền sắc. Chương 25, Xích Long phục 3. Trong đầu bác sĩ đầy dấu chấm hỏi, nhưng không có khả năng xông vào hỏi tên sát tinh kia. Khi cậu và ông chủ đi qua mộ đảo, một lần nữa trở lại nơi trước mật đạo các thợ thầy đào ra, ông chủ dọc đường đi vẫn im lặng đột nhiên nói, cậu đi tiếp đi, đường còn lại không có cơ quan, chắc chắn không có nguy hiểm đâu bác sĩ nghe vậy liền sợ hãi theo phản xạ muốn túm tay áo ông chủ nhưng áo bảo rộng thùng thình trượt khỏi tay cậu hồng long chợt lóe sau đó hoàn toàn hòa vào bóng tối bác sĩ hối hận không kịp cậu nên sớm nhìn ra tuyệt đối ông chủ sẽ không cho phép hồ hợi ở một mình trong lăng mộ ngầm nhưng trên người hồ hợi có chim sơn ca có thể hóa thành minh hồng đao còn ông chủ tay trần chẳng phải để mặc cho bị giết sao bác sĩ cắn răng nghe âm thanh ông chủ dần xa biết rằng nếu để ông chủ đi quá xa thì cả đời bọn họ sẽ không gặp lại cậu hít sâu một hơi nghiến răng bước lung tung về phía trước đặt chân lên viên gạch trống chỉ nghe tiếng cơ quan vang lên bác sĩ vội vàng lách mình tránh thoát khỏi mũi tên bắn ra từ trong tường nhìn những mùi tên sắc bén bắn vào viên gạch đôi mũi tên vẫn còn rung động liên tục đủ thầy lực cực mạnh nếu bắn vào người chắc chắn sẽ xuyên qua thân thể cậu Cậu đang làm cái gì? Thanh âm ẩn chứa tức giận của ông chủ từ trong bóng tối truyền đến. Bác sĩ biết ông chủ quay lại, không khỏi vui mừng. Cậu theo tôi đi ra ngoài đi. Thấy ông chủ đi tới, bác sĩ nắm chặt cổ tay ông chủ, nói gì cũng không chịu buông. Ông chủ nhìn ánh mắt cậu, nhất thời hiểu rõ ý định, ánh mắt phức tạp, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Bác sĩ liếm môi khô, khó khăn nói, tuy rằng bộ y phục bị chém đứt phân nửa, nhưng phần trên vẫn còn, cậu có thể sống sót. Quên quá khứ đi, đã hai ngàn năm trôi qua rồi. Ánh mắt ông chủ lóe lên, không trả lời bác sĩ. Anh có thể thật sự quên chuyện trước đây, một lần nữa sống tiếp sao? Thật ra anh chỉ là một linh hồn quanh quẩn hai ngàn năm, không có ai để ý đến sự sống chết của mình. Ánh nến của nến nhân ngư nảy lên, ánh sáng mờ nhạt bao phủ hai người bọn họ. Khói nến tràn ngập, trúc trôi nổi trên vùng trời, mê man nhìn một màn, dường như nhớ đến mấy trăm năm trước, thời gian mà nàng và tiểu hòa thượng ở chung. Nhân sinh rốt cuộc dài bao nhiêu? Nhân sinh, ở giữa ta và ngươi. Ông chủ cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ tay bác sĩ, loại ấm áp này theo cánh tay lan lên trên, vẫn hâm nóng đáy lòng. Ông chủ giật giật môi, vừa định muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy mặt đất như có địa chấn, hai người dường như không đứng thẳng được đứng dựa vào mộ đảo. Chờ sự rung động qua một chút, bác sĩ sợ hãi nói, chẳng lẽ là động đất? Chỉ là hồ hợi mở cơ quan thôi, sắc mặt ông chủ cứng đờ, sau đó cười khổ nói, chỉ sợ chúng ta không thể ra được. Bác sĩ nhìn theo hướng ông chủ, phát hiện mộ đảo chỗ bọn họ đang đứng phải rất bền chắc, có thể chống được sự rung động, nhưng mật đảo mà các người thợ đào lại không chống được. Đất cát rơi xuống, hoàn toàn phá hỏng mật đảo kia may mà vừa nãy ngươi lo cho hắn, nên nhanh chóng rời đi, không bị chôn sống bên trong rồi. Trúc bay giữ không chung, âm thanh lạnh lùng nói rằng, Phật viết, loại người như thế, sẽ có quả báo tương ứng, tất cả do tâm tạo. Quả thực là như vậy. Bác sĩ biết có lẽ Trúc ở bên cạnh tiểu hòa thượng mốc lâu, nên thỉnh thoảng nói vài câu kinh Phật, nhưng những điều nàng nói là đúng, nếu lúc nãy cậu đi vào mật đạo. Bác sĩ nhìn mật đảo đã bị phong kín, kinh hãi không ngớt, da đầu tê dại. Chúng ta đi ra ngoài thế nào? Bác sĩ nhìn phía ông chủ xin giúp đỡ. Ông chủ cười khổ nói: xung quanh địa cung của Tần Thủy Hoàng có một tầng cát rất dày, cũng là biển cát trong truyền thuyết. Biển cát này cũng là phòng tuyến thứ nhất trong địa cung Tần Lăng, làm cho bọn trộm mộ không thể đào qua đi vào mộ thất. Mật đảo này các thợ đã dùng bi pháp thi công nhưng rung động lần này đã làm mật đạo bị hủy hoại trong chốc lát một lần nữa bị cát vùi lấp nói đúng là bọn họ không thể ra được bác sĩ không hề có cảm giác bị nhốt trong phía sâu mộ đạo truyền đến từng tiếng bước chân vang lên là cái gì vậy chắc là tượng binh lính bị khởi động trên mặt ông chủ xuất hiện nụ cười khổ không thể giấu được chúng ta vừa đi qua mộ đạo có tượng binh mã hai bên thật ra đều là bị cơ quan không chế chỉ cần xác nhận có người xâm lấn, sẽ tự động dơ kiếm công kích. Bác sĩ không nói gì, hèn gì lúc đầu nhìn tượng binh mã này trên người đều mang kiếm thật. Tiếng bước chân đinh tai nhức óc càng tối gần, như quỷ đòi mạng câu hồn. Trong mắt ông chủ lần đầu bác sĩ thấy sự hoảng loạn và áy náy. Tâm tình cậu khẩn trương ngược lại bây giờ bình tĩnh hơn. Thản nhiên cười nói, không cần xin lỗi, có lẽ số phận đã định trước tôi sống không lâu thế gian có mấy người như tôi chết oanh oanh liệt liệt. Này ông chủ, cậu nói năm sau, có người khai quật lăng tần thủy hoàng phát hiện hài cốt của chúng ta, có thể nghĩ ta thân phận của chúng ta không? Được rồi, có cần tôi để tiền trong túi để chứng minh thân phận không? Ông chủ không nói gì. Bác sĩ lại làm nhảm, một chút cũng không giống người đang ở cảnh hiểm nguy thế nhưng khi tượng binh mã xuất hiện cho ninh tầm mắt bọn họ thì bác sĩ nhìn không được hít một hơi khí lạnh vội kéo ông chủ lùi về sau một chút bọn họ đã đến bước cuối cùng của mộ đảo phía sau là phong thạch phong kín mộ đảo mà thuốc nổ cũng phá không được bác sĩ cũng không cảm thấy tuyệt vọng mà chắn trước người ông chủ nở nụ cười nói lần trước cậu chắn phía trước tôi lần này tôi bảo hộ cậu ông chủ biết cậu nói về lần đối diện bạch xà kia nhưng ở tình trạng này ở trước hay sau cũng không có gì khác biệt chỉ là chết sớm một giây hay chậm một giây thôi ông chỉ biết bác sĩ đã kiên quyết đứng phía trước nhưng nhìn đôi vai run run của cậu cười cười bỗng nhiên nghĩ sống hai ngàn năm cũng không uổng phí trúc bay giữa mộ đảo mặt không cảm xúc đối với nàng mà nói không thể nói ai sống ai chết thực sự không thể nói là bác sĩ và ông chủ hai người không hề nói gì mà nhìn tượng binh mã đang từ từ đến gần, trong mắt thấy sẽ chết ở đây, thì vách tường bên phải mổ đạo hiện ra một vầng sáng trắng. Mà ở giữa vầng sáng, truyền ra một tiếng chim kêu. Không phải là tiếng tam thanh điều sao? Ai nha, không hổ là tôi nuôi, nghe tiếng quả thật hay hơn con chim sơn ca nhiều. Bác sĩ vui mừng động đậy đầu, một lát mới phát hiện có gì đó không đúng, cái gì? Ở đây sao nghe được tiếng tam thanh điều? tam thanh điểu đã được giải trừ phong ấn trong sơn hải kinh bác sĩ nuôi ở á xá sao ở đây lại nghe được bác sĩ nhìn lại vòng sáng trắng kia chỉ thấy ánh sáng tản ra nơi trung tâm vòng sáng hiện lên cảnh vật ở á xá cậu mua thức ăn nhanh đặt lên quầy tam thanh điểu bay tới bay lui trong á xá không ngừng kêu to bác sĩ biết nó có thể muốn nói gì nhưng cậu không nghe hiểu được tiếng chim các người nhanh lên một chút đi năng lực chia cách không gian của tiểu bạch không được lâu đâu. Một con chó husky nằm trên ghế trong á xá vươn đầu ra, lười biếng ngáp một cái, nhờ tam thanh điểu liều chết, bằng không chúng ta cũng không thể đến kịp. Meo meo, không được gọi tôi là tiểu bạch, bàn tay của tiểu bạch đập lên quầy hàng. Bác sĩ nghe rõ, không để ý ông chủ đồng ý hay không, nhanh tay túm ông chủ đi qua vòng sáng. Lúc bước trên sàn gỗ á xá, bác sĩ mới có cảm giác chân thật mà lúc vừa thả lòng thì một cơn gió lạnh thổi tới lập tức bị một lực mạnh đẩy ra đầu choáng váng ngồi dưới đất thiếu chút nữa là cầm nến nhân ngư quăng lên mặt đất bác sĩ vội vã đặt nến nhân ngư xuống lúc này mới ngẩng đầu thấy hình ảnh mộ đạo dần tan biến mà ông chủ ở phía sau đứng trước tượng binh mã cầm kiếm đồng mũi kiếm còn bị ông chủ giữ trong tay nhìn thấy tượng binh mã này theo bọn họ đi tới a xá có một gian phòng ở đằng sau, đặc biệt để chứa vị khách này. Ông chủ nhíu mày, ngón tay đặt trước ngực pho tượng, thoáng cái tượng đang giãy giụa lập tức bất động, một lần nữa biến thành tượng thị về. Ha ha, thật ra có thể đem tượng đặt trước cửa để bảo vệ. Bác sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm trạng ổn định lại, không còn khí lực đứng dậy, chỉ dựa vào sàn, cười ha ha. Tam Thanh Điểu bay đến trước mặt Cấu, vuốt ve gương mặt bên cạnh cùng kỳ và hoàn cầu theo thường lệ lại đánh nhau ông chủ dần giãn mày khóe miệng không khống chế được nhếch lên như vậy về sau thật ra cũng rất tốt về sau đại sư đem kim ngọc lũ y màu đen cắt thành áo sơ mi xích long vẫn như cũ xuất hiện trên áo sơ mi chỉ là lần này tốc độ chậm hơn nhiều giống như ngủ đông tam thanh điều vẫn như cũ được ăn uống á xá cùng kỳ và hoàn cầu theo lệ cũ trở về nhà phương thu ờ trong mắt Phương Thu, chúng nó không phải là thần thú thượng cổ, mà chỉ là một con mèo dễ thương và một con husky hung hãn mà thôi. Một lần nữa bác sĩ lại đến Tây An, đem máy móc ở quán trọ đóng gói trở về, trả lại cho viện trường. Đối mặt với những câu hỏi của viện trường, tất nhiên không hề nói đến chuyện bọn họ thật sự đi vào địa cung tần lăng. Đêm đó ở ngoại ô Tây An xảy ra động đất, trên các trang mạng online, có người nó là động đất, nhưng chính phủ lại không dự báo, có người nó do bọn trộm mộ chạm vào các cơ quan, nhưng điều này lại không có chứng cứ. Duy nhất chỉ có viện trưởng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ông chủ và bác sĩ không bị thương tổn gì, cũng phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Bác sĩ không nói với ông chủ, lúc bọn họ đi đến lối ra địa cung, không có vết người đi ra. Thật sự là hồ hợi bị nhốt ở trong địa cung sao? Bác sĩ nghĩ đến Minh Hồng Đao, thật sự không thể nhưng cậu có thể giữ kín chuyện này cũng được rồi kỳ nghỉ đông qua đi cậu vẫn đến bệnh viện như trước chữa bệnh cứu người cậu vẫn sinh hoạt như bình thường mà ở á xá vẫn mở cửa như cũ chỉ cần cậu đi vào là có một người pha chén trà trà long tĩnh thượng hạng chờ nghe cậu than phiền dài dòng giữa khói trà mờ mịt lộ ra nụ cười bác sĩ luôn nghĩ có thể ông chủ cũng là một món đồ cổ trong á xá Mỗi món đồ cổ trong Á Xá đều có chuyện của riêng mình, chịu đựng rất nhiều năm, không người lắng nghe. Bởi vì, chúng nó đều không nói. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.